Xin được kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay, kênh Top Chuyện Hay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngôn tình với nội dung tóm tắt như sau. Anh gặp cô khi cô vừa 15 tuổi. Sau 3 năm, lúc cô vừa tròn 18 tuổi, anh liền cầu hôn cô. Những tưởng sau khi nhận được lời đồng ý của cô, một đám cưới linh đình sẽ được diễn ra. Nhưng ngay trước giờ diễn ra hôn lễ, cô liền biến mất. Nếu cô không yêu anh, tại sao lại đồng ý kết hôn? Nếu đồng ý kết hôn, tại sao cô lại biến mất? Anh quyết đi tìm sự thật và ngỡ ngàng trước bí mật mà cô luôn giấu anh. Rốt cuộc, anh nhìn cô từ bé lớn lên, nhưng anh có bao nhiêu phần hiểu cô đây? Vâng, và để biết câu chuyện có diễn biến ra sao, sau đây xin kính mời quý khán thính giả hãy cùng đón nghe qua phần diễn đọc của anh Lê. Rất mong nhận được sự đón nhận ủng hộ của quý khán thính giả dành cho anh Lê cũng như team Tốt Chuyện Hay bằng cách đăng ký nhấn like. Và không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Xin cảm ơn và kính chúc quý khán thính giả có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Ai ra? Từ sáng sớm đến giờ, âm thanh than thở này không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần mà nguồn gốc phát ra âm thanh đó lại đến từ một người. Đó chính là người thừa kế trường phái cờ vây của nhà họ Vũ từ 3 năm về trước, được quốc tế công nhận là thiên tài cờ vây Vũ Văn Khiêm. Đồng thời cũng là người thừa kế vị trí đứng đầu cả một sản nghiệp trung tâm thương mại của tập đoàn Hưng Phát. Địa vị của anh, bất luận là về phạm vi học thuật hay là kinh doanh, cũng đều là tiêu điểm khiến mọi người phải ao ước. Cũng bởi vì thế, anh thường hay bị đưa ra làm người đại diện cho câu lạc bộ để tham gia những cuộc thi xã giao, trở thành người trong thiên hạ không có đối thủ còn chưa tính. Văn Khiêm anh, dù ở trên phương diện nào mà nói, cũng chính là hình tượng tốt nhất để đại diện cho cả câu lạc bộ này. Nhưng mà từ trước đến nay, anh là người vui buồn cũng không thể hiện ra sắc mặt. Thế mà hôm nay, khuôn mặt của anh lại có chút sầu não, tựa như ở nơi nào đó, sâu thẳm trong nội tâm của anh, có điều gì đó không thể nào hiểu được. Có khả năng, cần phải tìm chỗ để trút ra. Khiêm, đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Văn Khiêm không chút để ý đáp. Vẻ mặt trầm, Khiêm giống như có ý kháng cự, không để cho người khác đến gần mình trong phạm vi 10 km. Hoài Nam đối với sự thờ ơ lạnh nhạt của anh chỉ mỉm cười nói: có câu, người ta càng phủ nhận càng chứng tỏ là đang có chuyện gì đó xảy ra. Nghe nói chiều hôm qua cậu đến nhà tôi, sao vậy? Ông già tôi lại quấn lấy cậu, bắt cậu phải chơi đánh cờ với ông ấy nữa à? Không, tôi không có gặp bác trai, chỉ gặp mẹ của cậu. Bà ấy nhờ tôi để ý một chút đến... Nói đến đây, lời nói của Văn Khiêm bỗng nhiên xoay chuyển, nghi hoặc hỏi: cậu có một cô em gái thiên tài đứng thứ 3 toàn quốc, tên là Thư Phương phải không? Dùng ánh mắt của một người anh trai để nhận xét, cậu thấy cô ấy là người thế nào? Thư Phương nhà tớ, sao cậu lại quan tâm đến nó vậy? Hoài Nam cảm thấy vô cùng hoài nghi, khóe mắt khẽ liếc nhìn Văn Khiêm một cái. Cậu khoan hãy nói chuyện này đã, nói cho tôi nghe, cô ấy là một cô bé như thế nào? Đối với vấn đề này, lúc đầu chân mày của Hoài Nam hơi nhướng lên, bộ dạng chất vấn, nhưng rồi lại lập tức cười cười. Giống như đối với sự kỳ lạ ở trong cái vấn đề này đã bị anh đoán được một chút rồi. Thư Phương là do bố mẹ tôi sinh ra lúc tuổi đã lớn. Tôi còn nhớ, thời điểm lúc nó vừa mới sinh ra, chỉ có 2 ký 1, là một đứa trẻ sinh non. So với những đứa bé sơ sinh bình thường thì nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên bị cha già suốt ngày cứ khéo lo trời sập, lo bò trắng răng của tôi đã quyết định để cho nó nằm trong phòng cách nhiệt ngủ suốt 2 tháng. Nhưng mà bất hạnh thay, nuôi nó đến trắng trẻo mập mạp như thế. Cuối cùng, con bé lại được mẹ tôi đưa sang Nhật. Nói thật chứ, cuộc sống ở bên đó so với thành phố H thì tốt hơn nhiều. Trước khi con bé trở về thành phố H, thì từ nhỏ đến lớn, nó đều sống ở Nhật. Cho nên đến tận bây giờ, tiếng quốc ngữ của con bé kém cực kỳ. Trước kia, cô ấy đã từng học cờ vây sao? Hoài Nam nhún vai. Cái này tôi cũng không rõ. Nhưng mà con bé lớn lên ở Nhật, sống bên cạnh mấy chú bác, nên chắc là đối với cờ vây cũng có nghiên cứu một chút. Lâu ngày mưa dầm thấm đất, cũng coi như là có biết chút ít đi. Biết chút ít thôi sao? Văn Khiêm trầm ngâm một lúc lâu. Chuyện này tôi nghĩ ba mẹ tôi hẳn là rõ hơn tôi mới phải. À đúng rồi, cậu vẫn chưa trả lời tôi. Sao cậu đối với Thư Phương nhà chúng tôi lại có chút hứng thú giặt rào như vậy? Không có gì. Văn Khiêm cười nhún nhún vai, bỗng đột nhiên đứng dậy, đi thẳng một đường ra cửa. Nụ cười trên khuôn mặt của anh thần bí nay lại càng thêm quỷ dị. Khiêm, cậu định đi đâu đấy? Hoài Nam gọi với theo. Văn Khiêm cười cười quay đầu lại, tự giễu nói: chiều hôm qua, Thư Phương nhà cậu đã đánh thắng tôi toàn cục. Bây giờ
Tôi phải đi thực hiện lời hứa với cô ấy, thay cô ấy bao hết tất cả cái chợ đêm, để cho cô ấy có thể thoải mái chơi bời phóng túng. Nó thắng cậu, làm sao có thể? Còn chưa đợi Hoài Nam nói xong, Văn Khiêm đã không còn thấy bóng dáng, bỏ lại ở phía sau lưng là khuôn mặt của một người đàn ông đang bị nghẹn họng, trố mắt đứng nhìn. Chỉ bằng một thư phương nhỏ bé, tuy rằng cô bé là em gái của mình, nhưng cẩn thận mà nói, căn bản cô chỉ là một cô gái chẳng có chút tiếng tăm nào, bây giờ lại nổi tiếng như vậy, có thể đánh bại thiên tài cứ bây rồi ư? Trong thư phòng rộng lớn, tất cả đều được lấy gỗ trầm hương làm chủ đạo. Nơi này vốn là thư phòng của ông Hoàng Minh, cha của Hoài Nam, giờ phút này lại lộ ra một cái đầu nho nhỏ. Một cô gái cao khoảng 1,5 m đang ngồi trên chiếc ghế da bên cạnh cái bàn dài. Cô cặm cụi cúi xuống bàn, vùi đầu vào trong chồng sách, vóc dáng nhỏ bé kia suýt chút nữa thì khiến cho người ta có ảo giác cô sắp bị cái bàn tay to và rộng này bao phủ. Một chuỗi công thức toán học từ trong cái miệng nhỏ căng mọng của cô đang phát ra. Góc A bằng góc C, góc C bằng góc B, góc cho nên. Sao lại nhiều góc như vậy? Cũng không phải là con rết, hết góc rồi lại đến chân, thật là phiền chết đi được. Sau khi hét to một tiếng, Thư Phương phiền não gãi gãi đầu, quẳng luôn cây bút chì, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cuốn sách giáo khoa môn toán, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở cau có, vẻ mặt giống như là cô đã bị cuốn sách giáo khoa này khi dễ vậy. Lúc này, Văn Khiêm đã đứng ngoài cửa được một lúc lâu, khẽ bật cười, anh mang vẻ mặt buồn cười bước về phía cô. Thật sự khó như vậy sao? Thư Phương không ngờ lại có khách, cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, khoát tay nói. Bây giờ em không có thời gian chơi cờ với anh, hôm nay không học xong được hết cái đống này, kỳ thi tới em nhất định sẽ tiêu đời. Có cần anh hướng dẫn cho không? Văn Khiêm nhún nhún vai, hoàn toàn không để ý bản thân mình bị cô xem như ruồi muỗi mà xua đuổi. Ngược lại, tâm tình của anh dường như còn rất tốt, chủ động đưa ra yêu cầu trợ giúp. Nhưng mà Thư Phương lại đang đắm chìm ở trong sự thất bại của môn toán học. Anh làm gia sư miễn phí cho em nhé. Lúc trước, khi còn đi học, môn toán của anh cũng không kém đâu. Anh nhẹ nhàng cười bâng quơ. Đâu chỉ là không kém, thầy dạy toán còn nói anh là thiên tài toán học. Đối với năng lực tính toán của anh, bọn họ cũng đã được chứng kiến đủ rồi. Vô dụng thôi, không biết đã mời biết bao nhiêu gia sư về dạy môn này rồi. Nhưng mà em vẫn không học vào, chứ đừng nói đến mấy cái tam giác lớn, tam giác nhỏ này. Anh không biết đâu, người làm ra sách giáo khoa này thật kỳ quái. Sao cứ thích đem gà và thỏ nhất cùng nhau, rồi lại bảo chúng ta đếm xem tổng có mấy chân. Anh nói xem, sao lại nhàm chán như vậy chứ? Văn Khiêm bị những lời oán giận hồn nhiên vô khiêm như trẻ con của cô chọc cho cười to. Quả thật là rất nhàm chán, chẳng qua là anh cũng không ngại sau khi em thi xong đem tất cả những thứ học được trả lại cho người thầy giáo là anh đây. Vậy nên hãy để cho anh dạy em, được không? Thư Phương hoài nghi liếc mắt nhìn anh một cái, lập tức gật gật đầu. Cô cười cười đem sách giáo khoa trước mặt giao cho anh. Được rồi, tạm thời tin tưởng người thua cuộc một lần. Nhớ rõ, nếu dễ không tốt, bất cứ lúc nào em cũng có thể đem vị gia sư là anh đuổi đi đấy nhé. Tuân lệnh, học trò đại nhân. Văn Khiêm vui vẻ nói đùa, bàn tay to cầm lấy cuốn sách toán học của cô, bắt đầu cuộc sống thầy trò của hai người. Xoài lắc, đá bào, bánh tráng nướng. Đối với Thư Phương mà nói, buổi tối ngày hôm nay quả thật là không giống như bình thường. Cô giống như hai lúa mới lên thành phố. Đây này và cuộc sống hàng ngày của cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hương vị ngào ngạt của những món ăn vặt, âm thanh giao hàng của những người bán hàng rong cứ cách nửa nhịp, không nhanh không chậm mà vang lên. Và cho dù cô có cố gắng tránh né như thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi cái đám đông chật chội này. Đối với cô mà nói, những điều này hoàn toàn mới mẻ và thú vị. Em không cảm thấy quá đông người sao? Văn Khiêm ôm cô, tránh khỏi một đám học sinh, động tác vô cùng cẩn thận và tự nhiên. Không. Thư Phương thật hưng phấn nhìn bốn phía xung quanh. Cô đang tìm xem chỗ nào sẽ là địa điểm ăn uống tiếp theo của bọn họ. Nghe thấy câu nói của anh, cô lắc đầu một cách quả quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn khoái chí cười tít mắt. Trước khi đưa em ra ngoài, mẹ em đã càn lần căn dặn, cơ thể của em rất yếu, không nhất thiết phải để em đi lung tung. Nếu bà ấy biết anh dẫn em đi chợ đêm, xô đẩy chen lấn với nhiều người như vậy, bà ấy nhất định sẽ giết anh. Chợ đêm đông người như vậy mới vui. Em thì nghe mấy đứa bạn nói, chỗ nào bán đồ ăn ngon, chỗ nào bán đồ rẻ, chỉ có mấy mình em cái gì cũng không biết, thật sự là đáng ghét mà. Nói xong, cô ảo não bĩu môi, như thể đối với kiến thức nông cạn của bản thân mình, hoàn toàn cảm thấy không vui tí nào. Anh đưa mắt nhìn cô, cười an ủi. Không sao, kinh nghiệm đi chợ đêm của anh cũng không nhiều, chúng ta ngang tài ngang sức, ai cũng không thắng được ai,
Anh là thủ hạ bại tướng dưới tay em. Anh cho rằng an ủi như vậy, em sẽ thật sự vui vẻ sao? Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Khuôn mặt xinh đẹp, tràn ngập sự ngỗ nghịch bướng bỉnh của tuổi 15. Không dám. Anh cười cười lắc đầu, khuôn mặt mang theo một tia bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đây gọi là một lần sải chân để hận muôn đời sao? Anh thầm nghĩ, đó là lần thất bại duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng anh lại vô cùng vui vẻ chấp nhận. A! Cô đang vô cùng thỏa mãn khi nghe được đáp án mà mình mong muốn. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại cười đến vui vẻ. Mỗi buổi chiều ngày thứ bảy chính là ngày Văn Kiêm dạy học. Để có thể tiết kiệm khoảng thời gian này, anh luôn cố gắng xử lý nhanh chóng tất cả công việc mà các lão đại trong tập đoàn cũng biết tiềm năng của anh là vô hạn. Cảm thấy việc để cho anh tiếp nhận địa vị người đứng đầu tập đoàn Hưng Phát là một quyết định vô cùng sáng suốt. Đó. Thư Phương nhìn bức thư trông có chút trẻ con đang nằm ở trong tay anh, khóe môi khẽ cong lên, không chút quan tâm, nhún nhún vai nói. Thư Tình đấy. Em biết. Làm sao có thể? Cô tức giận tiến lên giật lại lá thư, má hồng trắng nõn tức giận phình to. Em mới không thèm làm mấy cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Bức thư này là do nam sinh trường khác viết. Em đến ngay cả xem, em cũng lười xem. Chẳng qua, người đó là bạn học của anh trai em. Em chỉ có thể vui vẻ mà nhận thư thôi. Em muốn nhận lời anh ta sao? Nhận lời? Nhận lời gì cơ? Bình thường, sau khi nhận thư tình của một người, chẳng phải là người nhận sẽ đáp trả tình cảm của đối phương hoặc là nói lời xin lỗi sao? Anh ngồi trước mặt cô, giống như một người thầy hiền lành đang ân cần dạy bảo. Thật vậy sao? Em còn cho rằng chỉ cần nhận thư là sẽ xong chuyện rồi. Thư Phương chợt phát hiện hình như mình đã ôm thêm một chuyện phiền toái vào người rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nhíu lại. Văn Khiêm không khỏi bật cười. Anh nghĩ cô gái nhỏ này đã quá ngây thơ rồi. Nhưng mà nụ cười trên môi cô đã biến mất. Đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay. Một cỗ tình cảm khác thường bất chợt nảy lên trong lòng anh. Anh hẳn là phải sớm nghĩ đến. Không, phải nói rằng chuyện này vốn là một chuyện vô cùng tự nhiên. Một thiếu nữ ngây thơ trong sáng, xinh đẹp, khéo léo giống như Thư Phương. Người thích cô, e rằng không chỉ có một mình chàng trai này. Anh Khiêm, anh đang nghĩ cái gì vậy? Thư Phương nghiêng người, giơ lên cánh tay nhỏ bé, hơ hơ ở trước mặt anh. Văn Khiêm bị tiếng nói trong trẻo của cô làm tỉnh lại. Anh lắc đầu, cười nói. Không có gì, Thư Phương. Em bây giờ vẫn còn là học sinh, nói chuyện yêu đương hình như vẫn còn quá sớm, đúng không? Anh Khiêm, anh nói chuyện cũng y chang như ba mẹ em, thiệt là cậu. Cô quăng bức thư lên bàn, mắt đẹp rũ xuống nhìn bức thư, thần thái yên tĩnh giống như người lớn. Em không muốn nói chuyện yêu đương, không phải bởi vì em còn nhỏ, mà là vì em không muốn yêu nam sinh này, bởi vì em nghĩ mình sẽ không thích anh ấy, vậy nên ngày mai em sẽ từ chối. Nói xong, vẻ mặt đáng yêu giống như đột nhiên trở lại thành cô bé 15 tuổi, cầm cuốn sách toán ở trên bàn học để xuống trước mặt anh. Anh Khiêm, nếu anh rảnh rỗi quan tâm đến chuyện thư tình của em, vậy thì làm ơn, hãy giúp em môn này đi. Ngày mai, lớp em kiểm tra toán rồi. 9 giờ tối, Văn Khiêm trở về nơi ở của mình. Từ trong miệng người làm anh mới biết, ông nội ở đây đã đợi hơn 3 tiếng đồng hồ. Anh hiểu lý do tại sao ông đến đây. Vậy nên, vẻ mặt của anh từ đầu đến cuối hoàn toàn lạnh nhạt. Cháu không đồng ý. Nghe xong ý đồ của ông nội, vẻ mặt của anh lại càng lạnh hơn. Vũ Văn Hưng ngồi ở trước mặt cháu trai, cố ý cười hề hề làm hòa nói. Khiêm, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho cháu, nếu cháu có thể dành chút thời gian rảnh. Đối với đề nghị của ông nội, Văn Khiêm chỉ trưng ra một nụ cười mê người, nhưng miệng thì lại cự tuyệt. Cháu không có thời gian, ông nội, xin hãy trở về nói với bà ngoại. Đối với chuyện này, một chút hứng thú, cháu cũng không có. Hôm sau, nhân lúc mọi người không ai để ý, sự kiện thư tình đã kết thúc. Sau khi đàm phán với đối phương trở về nhà, Thư Phương hoàn toàn không nói năng gì. Khi đối mặt với mọi người, cô chỉ cười cười một cách thần bí. Đối với vấn đề của bọn họ, lại càng không muốn trả lời. Vì vậy, chuyện giữa Văn Khiêm và nhà họ Trần ngay lập tức trở thành một điều bí ẩn trong lòng mọi người. Tiếp đó, trải qua những ngày hè chói chang, liên tiếp bị những kỳ thi dày vò đến khổ sở, rốt cuộc, ở tuần cuối cùng của tháng 7, thời khắc sống chết của Thư Phương cũng đã đến rồi. Từ khi bảng điểm được công bố, cô thật sự không dám lên mạng, không dám đọc báo, càng lo lắng yêu cầu người nhà không được thông báo kết quả mình biết. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay, cô liền lôi kéo Văn Khiêm đến trước bảng thông báo, chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả tàn khốc nhất. Thư Phương rối loạn, trong lòng đang tưởng tượng đến kết quả bi thảm nhất,
Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào túi sách màu hồng. Mặc cho Văn Khiêm có kêu thế nào, cô cũng không muốn ngẩng đầu đối mặt với thực tế. Thư Phương, sao em lại che mặt thế kia? Như vậy thì làm sao có thể nhìn thấy bảng điểm đây? Văn Khiêm cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt anh tràn đầy hứng thú khi thấy cô bé che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Em không nên nhìn. Giọng nói rầu rĩ của cô từ kẽ hở túi sách truyền đến. Nếu em đã không muốn xem, vậy tại sao lại kéo anh đến đây? Anh cảm thấy buồn cười, nhưng cho dù ý cười đã tràn ngập khóe môi, lại vẫn không cho nó phát ra tiếng để cô phải nghe thấy. Cũng lắm thì là thi trượt thôi, sang năm lại thi lại lần nữa là được, không ai trách em đâu. Anh an ủi cô. Ai ra, anh không biết thôi, cha mẹ em đã nói, nếu lần này em thi không được, bọn họ sẽ không cho em ở lại thành phố hát nữa, bởi vì bọn họ nói cơ thể của em rất yếu, sống ở đây không thích hợp, hàng ngày cứ rú rú ở trường luyện thi. Lần này bọn họ muốn đưa em sang Mỹ, trường học ở đó chắc chắn sẽ nhận em vào. Nhưng mà đồ ăn vặt ở thành phố hát ăn rất ngon nha, người ta không nỡ bỏ đi. Nếu lần này thật sự không thi được vào trường nào, em sẽ phải ở Mỹ đợi đến khi tốt nghiệp rồi, em không muốn đâu. Vừa nói xong, cô đã không nhịn được mà khóc lên. Được rồi, anh biết rồi, đà điều nhỏ, để cho gia sư là anh đây đi nhìn thay em vậy. Dứt lời, anh chuẩn bị chen vào đám người đang nhìn bảng điểm. Đột nhiên ống tay áo lại bị cô giữ chặt lại. Văn Khiêm vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương tội nghiệp. Thư Phương khăng khăng kéo anh lại, giằng co một lúc, cô nhỏ giọng nói. Lỡ em thì không được vào trường nào. Cũng đừng nói cho em, có phải không? Anh cố tình bỏ qua vẻ mặt căng thẳng của cô, trêu chọc nói. Bỗng nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu lại, hoàn toàn không nghe được sự trêu chọc trong lời nói của anh, nghiêm túc phản bác. Dù gì, nếu anh không nói, chẳng phải là em sẽ hiểu. Vậy bây giờ, em muốn anh làm thế nào đây? Anh nhướng mi, nhíu mắt hỏi cô. Em cũng không biết nữa. Được rồi, anh nhún nhún vai. Nếu thật sự em không thi đậu, anh sẽ đi năn nỉ hai bác đừng đưa em sang Mỹ, được chưa? Mắt đẹp của cô ngay lập tức sáng lên. Thật sao? Anh Khiêm, đừng gạt em nha. Văn Khiêm cười cười, đưa tay búng nhẹ vào chóp mũi của cô, lấy dáng vẻ ung dung tao nhã đi vào trong đám người. Tiểu quỷ, sau này đừng dọa người như vậy nữa, có được không? Anh trở lại trước mặt cô, khoanh tay ôm ngực, nhịn không được cười cười thở dài. Em dọa người? Em đã dọa đến ai rồi sao? Cô bĩu môi một cách vô tội. Mọi người, tất cả mọi người bị sự hốt hoảng cộng thêm cái vẻ mặt giống như sắp đến ngày tận thế của em dọa đấy. Phiếu điểm của em đâu? Lấy ra đây. Ở trong này. Văn Khiêm cầm lấy phiếu điểm, mở ra xem toàn bộ số điểm ở bên trong. Quả nhiên, cô gái nhỏ này dưới sự hướng dẫn của anh, thành tích lại trở nên tốt hơn ngoài dự đoán. Chẳng qua, đối với cô bé trời sinh đã vô cùng đáng yêu như vậy, lại còn vô tâm vô khiêm, khiến cho tất cả mọi người, ai cũng cho rằng, ngay cả đuôi xe, cô cũng không thể nào nhấc lên nổi. Kỳ thi này cũng chỉ có thể rớt mà thôi. Lúc này, dư quang nơi khóe mắt của anh liếc thấy một bóng dáng. Anh đưa tay kéo cô nhìn qua. Em nhìn thấy cô gái mặc đồng phục đó không? Thấy. Cô có chút ngây ngốc, không rõ ý tứ của anh. Em chuẩn bị mặc cái bộ đồng phục màu xanh lá đó 3 năm đi, tiểu quỷ. Ý của anh là em đã động rồi sao? Cô không dám tin, trợn to hai mắt, trong lòng chỉ có một cỗ xúc động muốn thét chói tai. Không sai, điểm thi lần này một chút cũng không kém. Thư Phương, em làm tốt lắm. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của cô, tựa như đang khen ngợi một chú chó nhỏ vừa ngoan ngoãn ngậm được khúc xương trở về vậy. Anh khen ngợi khiến cho cô sung sướng đến đỏ cả mặt, cái miệng nhỏ không nhịn được, đắc ý cười cười. Ai ra, cũng không có gì, đều là do anh Khiêm dạy rất tốt. Thư Phương, gả cho anh. Anh bất ngờ nói ra một câu. À, được. Thư Phương bỗng nhiên im bặt, giật mình nhìn anh, giống như cái câu anh vừa nói ra không phải là hỏi cô lát nữa muốn đi đâu ăn cơm, cũng chẳng phải là chuyện thường ngày giống như hạt mè hạt đậu, như là đi dạo phố, mà là... Anh nói cái gì? Anh Khiêm, anh đang trêu chọc em sao? Anh không nói đùa, Thư Phương, gả cho anh đi. Văn Khiêm cười cười, lặp lại lời cầu hôn khi nãy, thái độ vô cùng thoải mái tự tin, lại mơ hồ để lộ ra một sự bá đạo không thể kháng cự. Anh Khiêm, em vẫn còn nhỏ nha, bây giờ anh nói những lời này không phải là hơi sớm sao?
Cô kích động né tránh ánh nhìn chăm chú của anh. Lý nhí nói một câu giống như là đang nói chuyện về muỗi vậy. Văn Khiêm cười cười lắc đầu. Đương nhiên không phải là sẽ cử hành hôn lễ ngay lập tức. Anh sẽ đợi em, đợi sau khi em tốt nghiệp xong. Sau này nếu em muốn tiếp tục học đại học cũng không sao cả. Chúng ta cứ kết hôn trước, rồi anh vẫn có thể từ từ học đại học. Thư Phương, bây giờ anh đang hoàn toàn nghiêm túc chờ câu trả lời của em. Em có đồng ý gả cho anh không? Thư Phương không trả lời, cúi thấp đầu cắn cắn môi. Mắt đẹp ngấn nước, lộ ra một vẻ bất lực. Cô hít nhìn trái phải xung quanh, lại nhìn đến một đám nữ sinh bằng tuổi mình đang bàn xem lát nữa sẽ đi đâu để chúc mừng đã có tên trong bảng vàng. Còn cô, sau khi biết bản thân mình có thể tiếp tục học ở đây, lại còn bị người khác cầu hôn nữa, cô phải nên làm gì bây giờ? Thư Phương, câu trả lời của em là gì? Em... Đang lúc cô cảm thấy khó xử, không biết nên phải trả lời như thế nào, thì có hai nữ sinh trung học lướt qua bên cạnh bọn họ. Trong đó có một người nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Oa, một anh chàng thật đẹp trai. Người còn lại cũng phụ họa theo. Âm thanh bàn tán càng lúc càng trở nên nhỏ dần. Hai cô nữ sinh đi mỗi lúc một xa. Trong lòng Thư Phương vẫn rối như tơ vò. Cô thấp giọng sợ hãi hỏi. Anh thích em sao, anh Khiêm? Cái này còn cần phải nói nữa sao? Nếu anh không thích em thì sẽ cầu hôn với em sao? Văn Khiêm hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh. Trong mắt anh chỉ có bóng dáng bé bỏng của cô mà thôi. Em... Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, tựa như có điều gì muốn nói. Chỉ là lời nói đến cổ họng lại bị tắc nghẹn. Cuối cùng cô chỉ khẽ cười, gật gật đầu. 3 năm sau, cô không thể. Cô hoàn toàn không được. Sự giáo dục của trường học quả nhiên là rất tốt, lại có thể khiến cô đem cái chuyện quan trọng như vậy mà quên bẵng đi. Trên người mặc một chiếc váy lụa màu trắng, bước chân của cô gái nhỏ càng lúc càng nhanh, giống như phía sau lưng mình đang xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, còn cô thì đang cố gắng chạy trốn khỏi những quả bom đang rơi xuống. Cô không thể nào làm được, đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, nhưng mà... Không, cô nhất định không thể làm được. Trốn, bây giờ, điều duy nhất cô có thể làm được chính là bỏ trốn. Cô bước từng bước dồn dập, cuối cùng bắt đầu chuyển sang chạy, chạy càng lúc càng nhanh. Chiếc váy cưới trắng tinh ở trên người cô giống như một áng mây đang lướt theo cơn gió. Cô ơi, cô định đi đâu vậy? Nếu như cô muốn tham dự hôn lễ thì không phải đi hướng này đâu. Bác làm vườn ở trong nhà thờ tốt bụng nhắc nhở, nhưng rồi lại phát hiện cô dâu trẻ này căn bản là không thèm nghe đến lời mình nói, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt ông rồi lại vội vàng biến mất. Tiếng chuông nhà thờ vang lên những giai điệu hạnh phúc. 3 năm trước, Văn Khiêm bất chấp tất cả đưa Thư Phương trở về nhà họ Trần, đứng ở trước mặt mọi người, tuyên bố tin tức hai người sẽ đính hôn. Kết quả là đã kéo theo bao nhiêu giằng co tranh chấp. Bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa. Tháng 6, Thư Phương đã tốt nghiệp cấp 3, thi đậu vào một trường đại học khiêm nhân. Dưới sự sắp xếp của Văn Khiêm, hôn lễ của hai người sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7. Hôm nay, khách mời đến dự không dưới 100 người, tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng của tầng lớp xã hội thượng lưu. Những người này đều đã được bọn họ phát thiệp mời vô cùng cẩn thận. Nếu không, đợi đến khi hôn lễ của thiếu gia nhà họ Vũ và thiên kim nhà họ Trần được tổ chức, e rằng 10 gian nhà thờ sẽ bị chen lấn đến vỡ tung. Thời gian vừa đến, bản nhạc đám cưới du dương được cất lên. Khắp nơi trong giáo đường được trang trí bằng hàng vạn những đóa hoa hồng trăm banh. Tất cả đều đẹp tựa như mộng ảo. Không có nơi nào là không giống với hôn lễ trong giấc mơ của biết bao cô gái. Chỉ có điều, từ trong phòng nghỉ của giáo đường lại truyền đến âm thanh sốt ruột của mấy người phụ trách. Cô dâu. Phải, rốt cuộc là cô dâu đang ở đâu? Cô dâu biến mất. Đến giờ phút này rồi, làm ơn đừng có đùa như vậy chứ. Ai đùa với cô, thật sự là không thấy cô dâu đâu nữa. Tất cả đều rơi vào trong tai của Văn Khiêm không sót một chữ. Anh cau mày thật chặt, một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Chỉ nghe thấy từ phía trên bục sân khấu vang lên một câu hỏi. Xin hỏi, cô dâu đâu rồi? Cha xứ đầy gặm kính lão, giọng nói trầm trầm hỏi. Tiếng nói vừa dứt, cả hiện trường đều tràn ngập sự xấu hổ. Một người đàn ông lén lút từ ngoài cửa chạy vào, đến bên cạnh Hoài Nam, nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy sắc mặt của Hoài Nam bỗng nhiên thay đổi. Anh ta đứng dậy đi đến bên cạnh Văn Khiêm, đang định mở miệng nói. Khiêm, Thư Phương. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Thân là một trong số những phù rể, Nam Kỳ từ chỗ ngồi của nhà họ Vũ vươn tay cầm lấy điện thoại di động giao cho Văn Khiêm. Điện thoại của anh. Khuôn mặt của Văn Khiêm không để lộ ra một chút biểu cảm nào,
chỉ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang đổ chuông một lúc lâu. Cuối cùng, anh cầm lấy chiếc điện thoại, ấn phím nghe. Là Thư Phương à? Vâng. Lúc nghi ngờ của anh đã được xác định rõ ràng, Văn Khiêm khẽ thở nhẹ một hơi, nghe giống như là đang than thở, lại như là có chút bất đắc dĩ. Giọng nói trầm thấp mơ hồ lộ ra một tia sốt ruột. Em ở đâu? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Em rất tốt. Anh Khiêm, thật xin lỗi. Một câu thật xin lỗi nhỏ như âm thanh của một chú chim non lặng lẽ biến mất đằng sau chiếc điện thoại kia. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên tất cả. Thư Phương, Thư Phương. Cô ấy đã ngắt máy rồi. Dựa theo tình huống này, chỉ có một cách để giải thích, chính là anh đã bị người ta bỏ rơi. Ở trước mặt vô số khách mời như vậy, anh đã bị cô dâu của chính mình vứt bỏ trước sự chứng kiến của thần thánh, hệt như một đứa ngốc. Đáng chết, anh thầm mắng người trong lòng. Sau 2 phút lặng lẽ trôi qua, anh quay đầu lại, đối diện với tất cả mọi người đang ngồi ở phía dưới, vẻ mặt không chút biểu cảm, trầm giọng nói. Hôn lễ này tạm dừng ở đây, nhưng mà mọi người hãy nghe cho rõ, chỉ là tạm dừng chứ không phải là bỏ dở, càng không phải là hủy bỏ. Đợi sau khi tôi đem cô dâu trở về, hôn lễ sẽ cử hành một lần nữa. Bây giờ mời các vị hãy trở về. Dứt lời, anh lạnh lùng tháo ra đôi găng tay màu trắng ném cho Nam Kỳ, sau đó lập tức rời đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người cùng với những lời bàn tán xôn xao. Có phải mỗi người phụ nữ đều sẽ trải qua sự sợ hãi giống như cô lúc này hay không? Cô cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy tất cả phụ nữ trên thế giới này đều rất dũng cảm, trong đó bao gồm cả mẹ cô, dì cô, chị gái cô. Còn có những người phụ nữ mà cô đã từng hoặc chưa từng quen biết nữa. Thư Phương ngồi bệt xuống thảm, trên người vẫn mặc nguyên một bộ váy cưới màu trắng tinh. Thư Phương nâng niu chiếc nhẫn cưới trong tay, trên nhẫn cưới đính kim cương hình giọt nước lóe sáng, vô cùng lộng lẫy và tinh xảo, nhưng lại khiến cho tâm trạng của cô càng thêm sa sút. Giờ phút này, cô giống như một nàng công chúa đang gặp nạn, chơi vơi giữa đại dương mênh mông, bất lực nhìn mọi thứ xung quanh, hy vọng có thể tìm được nơi để cập bến. Nhưng mà, trong lúc bản thân cô còn chưa biết mình nên làm thế nào, thì người đã đuổi tới rồi. Thư Phương, mở cửa, là anh. Nghe được giọng nói của Văn Khiêm, bên trong cánh cửa lúc đầu vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng sau đó lại vang lên một tràng. Không, anh đi đi, đi đi. Anh không đi, trừ phi em mở cửa, để cho anh tận mắt nhìn thấy em. Chúng ta nói chuyện một cách rõ ràng mới được. Văn Khiêm cố gắng áp chế giọng nói của mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Em không muốn, em không muốn. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh. Em mau mở cửa ra, nếu không anh sẽ phá cửa đấy. Anh đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, tiếp theo lại lui về phía sau 2 bước. Con người đen sâu thẳm trừng mắt nhìn cánh cửa đang khép chặt. Đừng! Cô sợ hãi hét lên, đồng thời quay đầu về phía cửa. Lập tức, thế giới bên trong và bên ngoài cánh cửa có một sự chênh lệch vô cùng quỷ dị. Nếu em không muốn anh làm như vậy, thì hãy mau mở cửa ra đi. Giờ phút này, Văn Khiêm vẫn mặc trên người bộ lễ phục chú rể màu đen. Chẳng qua là chiếc nơ đã kéo xuống, bị anh vò nát ở trong tay, không còn nhìn rõ hình dạng. Sau khi nói xong câu này, cánh cửa vẫn im lìm khoảng 3 phút, sau đó lại chậm rãi mở ra, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, có chút tái nhợt, khiến cho ai nhìn vào cũng không nghĩ rằng hôm nay cô chính là cô dâu. Văn Khiêm nhân cơ hội này, đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, kéo cô ra ngoài cửa, không cho cô cơ hội tránh thoát, cũng không cho cô được phép cự tuyệt anh. Thư Phương lui về sau từng bước một, bàn tay nhỏ bé bị anh nắm chặt, thoạt nhìn giống như là cô đang chủ động dụ dỗ anh bước vào phòng. Từ hôm qua, cả đêm em đều không ngủ. Vì sao? Lúc đầu Văn Khiêm bị mê muội, nhưng rồi lại lập tức lấy lại phản ứng. Anh hiểu, em quá khẩn trương rồi, Thư Phương. Không phải, em hôm qua mấy bạn học tổ chức party để chúc mừng em kết hôn. Anh gật đầu. Anh biết, là chú Trương, lái xe của anh chở em đi, cũng là ông ấy đón em về. Anh nhớ rõ, hơn 10 giờ rưỡi em mới trở về, không phải sao? 10 rưỡi cũng không phải là trễ, cũng không đến mức khiến cho em phải ngủ muộn. Thư Phương, nếu em thật sự khẩn trương như vậy, anh có thể thông cảm, dù sao em vẫn còn nhỏ, nhưng cũng không bởi vì thế mà... Không phải, là vì em sợ anh... Nói ra rồi, rốt cuộc cô cũng đã nói ra rồi. Thư Phương căng thẳng nhìn anh,
không biết anh sẽ phản ứng như thế nào, có tức giận hay không. Nghe vậy, Văn Khiêm hơi ngẩn ra, cô ấy sợ phải gả cho mình sao? Anh còn tưởng rằng, ba năm nay, sớm chiều ở bên cạnh nhau, hai người bọn họ đã bồi dưỡng tình cảm thật tốt, đầy đủ vững chắc, để cho cô ấy không có sự phòng bị gì đối với anh nữa mới đúng chứ. Thư Phương, em... Anh ngừng lại một chút, hơi hạ giọng để tránh không làm cho cô sợ hãi. Vì sao em lại sợ anh? Em sợ anh sẽ làm mấy cái chuyện đó với em. Anh làm chuyện đó với em? Anh sẽ làm chuyện gì với em? Văn Khiêm nhíu mày, đôi mắt thâm trầm có chút khó hiểu, hơn nữa còn bất giác để lộ ra một chút nghiêm khắc. Em không nói ra được. Hai gò má của cô bỗng chốc ửng hồng. Nói mau, em không nói rõ thì làm sao anh biết được tại sao em lại sợ anh? Anh tuyệt đối không cho phép cô trốn tránh mình. Được rồi. Thư Phương hít một hơi thật sâu, mơ mơ hồ hồ hạ quyết tâm. Cuối cùng cô chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này... Chuyện gì, Thư Phương? Lúc anh khẽ gọi tên cô, giọng nói có chút trầm thấp, trong đó ẩn chứa một tia thúc giục. Bị anh làm cho gấp gáp, khoe mắt trở nên ươn ướt, lại nói một câu không hoàn chỉnh. Chính là làm cái chuyện... Thư Phương, cái chuyện kia trong lời nói của em sẽ không phải là cái chuyện mà anh đang nghĩ đến đó chứ? Đôi mắt đen như mực thâm trầm, yên lặng nhìn cô. Em không biết, nhưng mà bọn họ nói đó là chuyện ân ái, em lại không hiểu tại sao bọn họ nói một mặt sẽ rất đau, một mặt thì sẽ vô cùng vui sướng. Còn có cái quyển sách này nữa, thoạt nhìn thật đáng sợ. Anh Khiêm, em sợ, em có thể không cần gả. Sách gì? Chính là cuốn này. Cô sợ hãi rút ra một quyển tạp chí từ phía sau, bộ dạng như kiểu rất khủng khiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy vật đó ở trên bìa cuốn tạp chí. Thấy thế, Văn Khiêm không tự giác mà nhíu mày lại, hoang mang nhìn cô đưa ra cuốn tạp chí tình cảm kia. Sau đó chợt như bừng tỉnh. Ai đưa cái này cho em? Bạn học. Cô cúi đầu, thấp giọng nói. Đáng chết, sớm muộn gì anh cũng sẽ đem cái người chỉ sợ thiên hạ không loạn bên cạnh cô đuổi đi. Văn Khiêm nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế cơn tức giận của bản thân, mỉm cười nói. Em đã xem nội dung bên trong rồi sao? Một chút. Cô thấp giọng thừa nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ, nhất thời đỏ rực như một quả táo. Những nội dung ở trong đó đối với cô mà nói là quá kích thích rồi. Cho nên, em sợ anh sẽ làm những chuyện như vậy với em. Anh cố gắng để giọng nói của mình trở nên tự nhiên, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng anh cũng đang bình tĩnh như thế. Anh sẽ không làm như vậy sao? Cô nâng chiếc cằm xinh xắn ngước lên nhìn anh, mong mỏi chờ đợi đáp án. Bị cô hỏi như thế, Văn Khiêm hơi ngừng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ. Một lúc lâu sau mới cẩn thận lựa lời mà nói. Nếu như anh nói sẽ làm như vậy thì sao? Sẽ, anh sẽ làm như vậy. Cô kinh hãi mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, không khác gì quả mướp đắng. Anh sẽ làm như vậy sao? Sau khi kết hôn, chúng ta chính là vợ chồng. Anh không thể cam đoan tuyệt đối mình sẽ không chạm vào em. Thư Phương, anh không muốn lừa gạt em, cho nên anh phải nói thật với em. Nhưng mà em đừng lo, anh sẽ từ từ dạy cho em, cho đến khi em tiếp nhận anh mới thôi, được không? Anh sẽ không ép buộc em sao? Thư Phương, anh là gì của em? Giọng nói của anh có chút không vui. Anh Khiêm. Vậy thì đúng rồi, chẳng lẽ em không tin lời anh Khiêm nói sao? Tin, anh Khiêm sẽ không lừa gạt em. Cô gật đầu thật mạnh, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, có chút vui vẻ thoải mái. Như thế này không phải là tốt hơn sao? Anh mỉm cười, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc cô. Con người đen sâu thẳm tựa như màn đêm, có một loại cảm giác thật khó nắm bắt. Thay bộ váy cưới cô dâu màu trắng ra, Thư Phương mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Muốn đi xuống lầu, lại đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Văn Khiêm và cha mẹ của mình. Đối với người con rể vô cùng hoàn mỹ này, nhìn từ trên xuống dưới, bất luận là chỗ nào, mẹ của cô cũng tán thưởng không thôi. Cho nên, giờ phút này trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Hai người đang nói lời xin lỗi với Văn Khiêm. Khiêm,
Xảy ra chuyện như thế này, nhà họ Trần chúng ta thật xin lỗi con. Văn Khiêm lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa. Bác trai, bác gái, xin đừng nói vậy. Con mong hai bác hãy đồng ý với con một việc. Nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được thì nhất định sẽ đáp ứng. Bà cô vỗ vỗ ngực, chứng tỏ bản thân mình nói được làm được. Con muốn đưa Thư Phương về nhà. Anh nhẹ nhàng nói ra một câu, lại khiến cho cả ba người đồng thời kinh ngạc. Mẹ cô có chút không biết phải làm sao, liếc mắt nhìn chồng một cái, lại quay đầu lại, rời tầm mắt nhìn về phía Văn Khiêm. Khiêm, con muốn đưa Thư Phương về nhà. Nó ở đây rồi, con còn muốn đưa nó đi đâu nữa? Đối với cuộc hôn nhân này, chỉ cần Thư Phương không đổi ý, thì sớm hay muộn, cô ấy cũng sẽ trở thành vợ của con. Hơn nữa, một ít đồ đạc của cô ấy đã chuyển về chỗ con từ mấy ngày trước rồi. Nhà của con cũng chính là nhà của cô ấy. Tuy rằng đã xảy ra tình huống như vậy, nhưng con vẫn muốn đưa cô ấy trở về để cho cô ấy quen với cuộc sống sinh hoạt của hai người. Có lẽ lần sau sẽ không xuất hiện tình huống như ngày hôm nay nữa đâu ạ. Con nói vậy cũng đúng. Có lẽ trước hết, Thư Phương hẳn là nên chuyển qua sống cùng với con, thử một lần xem sao. Nói không chừng hai đứa vợ chồng son lại càng thêm hiểu nhau. Ba cô cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, phát hiện đây là một việc cũng có thể thử. Dù gì, thân là một người mẹ, mẹ cô cũng lo lắng nhiều hơn một chút. Bà yên tâm đi, đối phương là Khiêm mà. 3 năm nay, nó quan tâm Thư Phương còn cẩn thận hơn chúng ta. Có thể giao Thư Phương cho nó, thì trong lòng chúng ta cũng bỏ xuống được một tảng đá lớn rồi. Ba cô cười cười, thuyết phục vợ mình. Dưới sự dẫn dắt của Văn Khiêm, Thư Phương chậm rãi đi vào cái nơi lẽ ra đã trở thành ngôi nhà của bọn họ. Nhưng bây giờ thì vẫn chỉ có thể xem như là ngôi nhà tương lai của cô mà thôi. Cho tới nay, cô rất thích cái câu lạc bộ này bởi vì ở đây có rất nhiều người kỳ lạ. Bọn họ, có người thì trí tuệ, tài hoa, có người thì lại là thương nhân giàu có. Bởi vì anh trai Hoài Nam của cô là một nhân vật quan trọng cho nên mọi người đối xử với cô rất tốt. Bọn họ đều yêu thương cô, xem cô như em gái của mình. Chẳng qua là giờ phút này, bầu không khí ở đây trở nên nặng nề một cách trầm trọng, khiến cho Thư Phương có chút hít thở không thông. Cô giống như một nàng dâu nhỏ, ngồi ở trên ghế sofa, im lặng nghe anh trai khiển trách. Dĩ nhiên, những chuyện này đều không phải là do cô cam tâm tình nguyện. Nếu có thể, cô thật sự không muốn bước vào nơi này. Nhưng bởi vì tâm lý cảm thấy mình đã làm sai, cho nên cô không thể ngoan ngoãn an phận được. Tôi hiểu ý cậu, Nam. Cậu cũng đã đem mọi chuyện nói ra hết, thì đương nhiên tôi cũng không có lý do nào để tiếp tục trách cô ấy. Văn Khiêm cười, nhưng trong lòng lại âm thầm mắng Hoài Nam. Lão hồ ly này nói nhiều như vậy, không phải bởi vì suy nghĩ cho người anh em tốt là mình, mà rõ ràng là vì muốn bảo vệ cho em gái của cậu ta. Nói xong, Văn Khiêm tiến lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thư Phương. Chúng ta đi ăn thôi, tạm biệt anh trai của em đi. Anh Khiêm, hôm nay thật cảm ơn anh đã bảo vệ em trước mặt anh hai. Nếu không có anh, chắc là em đã bị anh ấy mắng đến thối đầu luôn rồi. Nói xong, bàn tay đang ghép hình của Thư Phương ngừng lại, nhìn về phía tên đàn ông nào đó đang đứng ở bên cạnh, le lưỡi, làm vẻ mặt khủng bố. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đáng để em biết ơn như vậy sao? Văn Khiêm bật cười, cô bé này hình như là không nghe ra được hàm ý trong lời nói của Hoài Nam rồi. Vậy nên cô mới hoàn toàn nghĩ rằng anh trai đang quở trách mình. Đương nhiên rồi. Cô khẽ hừ một tiếng, sau đó xoay người, tiếp tục tìm những mảnh ghép hình đang nằm vương vãi ở trên thảm. Vậy em cảm thấy bản thân mình đã làm sai rồi sao? Anh nhanh hơn cô một bước, với tay nhặt mảnh ghép đưa cho cô. Em không cố ý mà. Cô nhận lấy mảnh ghép, nhỏ giọng nói. Văn Khiêm thấy cô như giống như sắp khóc, biết mình lại lỡ miệng ép cô. Anh cười cười, điểm nhẹ lên chóp mũi của cô. Nếu em thật lòng muốn cảm ơn thì hãy hôn anh một cái đi. Hôn... Không được sao? Không phải... Cô nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ là mình không hề nghĩ như vậy. Vậy là có thể, đúng không? Thư Phương chần chừ một hồi, sau đó mới gật gật đầu nói. Hôn chỗ nào? Còn tùy thuộc vào thành ý của em nữa. Anh nhún vai, ý nói là cô muốn hôn chỗ nào cũng được. Hôn má nhé. Cô cẩn thận, dè dặt, lại có chút ngây thơ hỏi. Thì ra tình cảm của em chỉ có một chút chút đó thôi, anh cũng chỉ có thể thấy vui vẻ mà chấp nhận rồi. Nói xong, anh nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ giống như chấp nhận mà đưa gò má về phía cô.
Cô cong môi muốn trả lời, nhưng cuối cùng lại lựa chọn không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí để hôn. Nhưng ngoài ý muốn chính là nụ hôn của cô lại đặt ở trên môi của anh. Trong nháy mắt, Văn Khiêm ngây người, nhưng rồi rất nhanh, anh lại thích thú đón nhận. Anh vươn tay đặt lên chiếc lưng thon dài của cô, sau đó khóa chặt cô vào trong lòng mình. Từ bị động biến thành chủ động, bởi vì có ưu thế là thân hình cao lớn, cộng thêm có nhiều kinh nghiệm. Anh thuần thục cạy mở đôi môi mềm mại của cô, dẫn dắt cô từ một cái chạm môi ngây thơ như trẻ con, biến thành một nụ hôn triền miên và cuồng nhiệt. Lúc đầu, Thư Phương bị anh tấn công một cách bất ngờ và mạnh mẽ, khiến cho cô vô cùng hoảng hốt, bàn tay trắng nõn đặt trên ngực anh, có chút kháng cự. Bí mật đó và nụ hôn này của anh và cô hoàn toàn không giống nhau. Anh đã từng hôn cô, nhưng vẫn luôn cẩn thận, nhẹ nhàng. Những lần dịu dàng chạm môi cô, dù rằng trong lòng anh không hề có suy nghĩ khác, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ để cho cô phải thẹn thùng cả một buổi tối rồi. Nhưng mà, nụ hôn này lại khiến cho cô hoàn toàn không giống với cô của mọi khi. Cô bây giờ đã quên mất thẹn thùng, quên mất đôi tay và đôi chân đang triền miên cùng với anh, chỉ muốn được dựa vào thân thể cường tráng và mạnh mẽ của anh. Nỗi khát khao của cô mỗi lúc một nhiều. Cô có cảm giác chiếc ngực mình trở nên nóng bỏng, như thể có một ngọn lửa đang dày vào cô, thiêu đốt tâm trí cô, khiến cho đầu óc của cô trở nên trống rỗng. Một tia dục vọng đang thèm khát được thỏa mãn, mà đó chỉ có thể là cái việc mà anh đang làm với cô. Đủ rồi. Cô dùng sức đẩy anh ra, vẻ mặt có chút hốt hoảng, hô hấp có chút nghẹn ứ ở trong tim, chậm rãi lắng xuống. Thư Phương, em sao vậy? Không sao, em thật sự không sao. Cô vội vã lắc đầu phủ nhận, hàm răng cắn chặt đôi môi mềm mại, không dám lên tiếng. Khi đôi mắt trong sáng chạm phải đôi con ngươi xinh đẹp của anh, nước mắt khẽ dâng lên hàng mi, trong lòng có chút sợ hãi. Cô căng thẳng cắn môi, không dám nhả ra. Cô sợ nếu như bây giờ mình nói ra, thì nhất định sẽ khiến cho anh lại càng muốn cô nhiều hơn nữa. Nhất định anh sẽ muốn hôn cô, ôm cô, thậm chí còn tiến thêm một bước. Không, cô không thể nói được. Anh không ép buộc em, Thư Phương. Nếu biết em sợ anh như vậy, anh sẽ không ép em thực hiện cái yêu cầu này. Anh khẽ mỉm cười, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, sau đó lại thở dài một tiếng, buông cô ra, rồi lại xoay người từ từ đứng dậy. Anh Khiêm... Thư Phương ngồi khoanh chân ngay tại chỗ, cắn môi nhìn theo bóng lưng của anh. Trong lòng cô trở nên buồn bã, tựa như trong cái khoảnh khắc đó, sự dịu dàng của anh biến thành một loại cự tuyệt. Nếu như chuyện hôn sự này đã từng làm mưa làm gió ở nhà họ Trần, vậy thì lúc trước khi Văn Khiêm đứng ra tuyên bố chuyện hôn sự của hai người bọn họ, hẳn là cũng gây nên một trận sóng to gió lớn ở nhà họ Vũ. Tất cả mọi chuyện cũng không đơn giản và dễ dàng như trong tưởng tượng. Nhưng mà bây giờ cô dâu lại trốn, chuyện này khiến cho Văn Hưng và Hoàng Yến cảm thấy không vui. Mặc dù con lớn của nhà họ Trần, Hoài Nam, đã đích thân đến đây thay mặt cho em gái mình nói lời xin lỗi, lại còn tặng bao nhiêu quà cáp, nhưng chuyện này đã làm ảnh hưởng xấu đến thể diện của hai nhà, vậy nên vấn đề này không thể nào bỏ qua được. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai ông bà chí chóe cãi nhau như kiểu oán hận chất chứa đã lâu, bây giờ mới có dịp bùng phát. Đúng lúc này, Văn Khiêm và Thư Phương đẩy cửa bước vào. Ông nội, bà ngoại, Thư Phương đến thăm hai người. Cô nhanh nhảu cất tiếng chào hỏi. Hết thảy đều là do anh hai đã dặn dò cô. Dáng người của cô vô cùng mảnh mai, nếu không lớn tiếng rào ai thì sẽ bị người ta bắt nạt. Vậy mà anh hai lại bảo cô phải biết tùy lúc mà giả bộ đáng thương. Ôi, làm người thật khó. Trông thấy hai ông bà vẫn còn tiếp tục ầm ĩ, Văn Khiêm quyết định không khoanh tay đứng nhìn nữa. Anh mở miệng cắt đứt cuộc tranh cãi của bọn họ. Thư Phương nói nhất định phải tới đây để xin lỗi hai người, cho nên vừa sáng sớm đã lôi cháu đến đây rồi. Ông nội, bà ngoại, hai người không trách cô ấy chứ? Khiêm, con đến rồi à? Hai người đồng thanh kêu lên, đều nói giao tình giữa bọn họ không tốt, có lẽ là sẽ chẳng có ai tin được. Lúc này, Văn Khiêm lại nháy mắt với Thư Phương, động viên tinh thần cô. Cô gật gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào. Ông nội, bà ngoại, bây giờ cháu vẫn còn được nghỉ hè, cuối tháng 9 mới khai giảng,
Thời gian này mỗi ngày cháu sẽ đến chơi với hai người, có được không? Hai ông bà liếc mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao cô lại đưa ra quyết định như vậy. Ba năm nay, bởi vì cô vẫn còn là học sinh trung học, cho nên ngoại trừ những ngày lễ Tết thì cũng không thường xuyên đến gặp bọn họ. Ngược lại, mỗi tuần Nhã Lan đều đến viếng thăm, hỏi han ân cần, thái độ vô cùng quan tâm. Cái cô bé mưu ma trước quỷ này đang muốn nhận lỗi với ông bà đấy. Văn Khiêm cười cười thay cô giải thích. À, Văn Hưng cảm thấy thích thú, lông mi bạc trắng khẽ nhếch lên. Bây giờ cô ấy đang ở nhà của cháu. Nếu trong hai tháng này ngày nào cô ấy cũng đến chơi với ông bà thì mỗi ngày sau giờ tan tầm cháu sẽ tới đón cô ấy. 3-5-7 qua chỗ ông nội, 2-4-6 qua chỗ bà ngoại. Chẳng phải là hai người vẫn luôn trách cháu vô tình, không thường xuyên đến thăm ông bà hay sao? Bây giờ chỉ cần đến giờ tan tầm, đứa cháu bất hiếu này có thể sẽ lên núi ăn cơm tối với hai người thường xuyên rồi. Không phải vậy đâu, cháu thật lòng muốn đến chơi với ông nội bà ngoại mà. Cô kháng nghị, trong lòng cô thật sự không muốn đem hành động đơn thuần gộp chung với mục đích. Thật sao? Hoàng Yến cười không khép miệng được. Đây là nguyện vọng mà bà đã mang trong lòng không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể thành sự thật rồi. Vâng. Thư Phương liếc mắt nhìn Văn Khiêm một cái, thấy anh gật gật đầu, cô cười ngọt ngào, cất giọng nhẹ nhàng. Cháu nhớ Tết năm nay, bởi vì anh Khiêm bận công việc nên không thể đến thăm ông bà. Lúc cháu đến chúc Tết, nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của hai người, cho nên cháu mới... Nhưng mà cháu thật lòng muốn đến chơi với hai người, vậy mà anh Khiêm lại nói. Thật là chu đáo, Thư Phương. Khiêm nhà chúng ta đã quen thói tự lập từ bé, chưa một ai có thể lay chuyển được ý chí của nó. Vậy mà cháu, cái con bé này lại làm được điều mà chúng ta mong muốn đã nhiều năm nay. Một chuyện vô cùng khó khăn, thật sự là khiến cho người khác không thể không phục. Hoàng Yến nói xong, hai ông bà lại liếc mắt nhìn nhau một cái, phẳng phất tựa như đứa trẻ được cho kẹo, cười không khép miệng. Văn Khiêm cũng nở nụ cười, trong lòng anh dường như đã đoán trước được kết quả này. Anh cười cười ôm lấy Thư Phương, dùng ánh mắt bảo cô đừng quá lo lắng, mọi thứ sẽ đều suôn sẻ mà thôi. Lại thua rồi. Thư Phương không nhịn được mà vỗ vỗ tay, tán thưởng ông cụ đang ngồi trước mặt mình đánh cờ vô cùng cao siêu. Cho dù hiểu biết của cô đối với môn cờ vây này chỉ có một chút, thì cũng có thể biết rằng mình đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Ngồi bên trong xe, nhìn những ánh đèn đường vàng rực đang lướt qua thật nhanh, Thư Phương lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc, đưa mắt nhìn một bên khuôn mặt của người đàn ông đang xem công văn bên cạnh mình. Anh Khiêm, em nghe ông nội nói lúc trước anh từng có một vị hôn thê. Nghe vậy, Văn Khiêm ngừng lại một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi con ngươi đen láy có một tia lảng tránh kèm theo một chút không vui. Anh cười nhạt hỏi. Anh nói với em chuyện này. Nghe giọng điệu của anh, vậy chuyện này là thật sao? Cô nhỏ giọng hỏi. Anh cũng không trả lời câu hỏi của cô, giọng nói vẫn bình thản như trước, tiếp tục truy vấn. Là ông nội hay bà ngoại, bọn họ có nói với em những gì? Bọn họ cũng không nói gì nữa, cho nên em mới hỏi anh. Nghe thấy câu trả lời của cô, vẻ mặt của Văn Khiêm dịu đi một chút, ý cười cũng dần dần hiện lên trong đôi mắt của anh. Nếu bọn họ còn chưa nói, vậy thì chứng tỏ chuyện gì cũng không có. Thư Phương, là do em đã suy nghĩ quá nhiều, thật ra thì chẳng có chuyện gì đâu. Thật không? Sao trong lòng cô vẫn có chút hoài nghi? Văn Khiêm cười cười, vươn cánh tay to lớn ôm chặt cô vào lòng. Đương nhiên rồi, Thư Phương, không cần biết là ai đã nói gì với em chỉ cần tin tưởng anh là đủ, có hiểu không? Vâng. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dựa sát vào lồng ngực của anh. Bỗng nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, ngước đôi mắt đẹp lên, nói. Anh Khiêm, em... Sao? Không có gì, không có gì. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại cúi xuống một lần nữa. Từ ngày nào đó, sau nụ hôn ấy, anh cũng không chạm vào cô. Cho dù có, cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên má cô giống như là hôn em gái mình. Nhưng mà sau khi nghe nói anh đã từng có một vị hôn thê, thì tình trạng giữa hai người bọn họ chỉ đạm mạc như nước. Điều này khiến cho cô không khỏi có chút lo âu. Mặc dù bề ngoài thì có vẻ như anh Kim đã tha thứ cho cô, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh không ghi nhớ trong lòng. Vậy nên cho dù cô đã chuyển vào ở trong nhà họ Vũ được một tháng, nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không chạm vào cô. Có lẽ nào cô đã không còn sức quyến rũ để hấp dẫn anh nữa rồi sao? Không, đây là một dấu hiệu không tốt, cô nhất định phải thay đổi.
Nếu không, Nhã Lan, vị hôn thê mà cô đã dò hỏi, sẽ nhân cơ hội này mà cướp mất anh Khiêm của cô. Đến lúc đó, cô chắc chắn là sẽ hối hận chết mất. Được rồi, ý đã quyết. Cô nhấc chân, bước về phía trước, gạt bỏ đi những căng thẳng ở trong đầu. Thư Phương đẩy cửa kiếng, từng hồi chuông gió lăng lành vang lên. Dường như chỉ trong phút chốc, cánh cửa thủy tinh như sợ rằng cô sẽ lâm trận bỏ chạy, đồng thời kêu len keng hai tiếng. Lúc này, một nhân viên bán hàng lập tức đi tới. Xin chào, cô muốn xem kiểu dáng như thế nào, tôi có thể giới thiệu giúp cô. Có, cái loại đó, đại loại như, nó như thế nào nhỉ, giống như cái kiểu đó. Dù lúc nãy đứng bên ngoài cửa, cô đã luyện đi luyện lại cả trăm ngàn lần, nhưng mà đến lúc nói, cô lại giống như bị cà lăm, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong. Cô gái, nói nãy giờ, rốt cuộc là cô muốn loại nào? Là gì? Cửa hàng của chúng tôi có bán đa dạng các loại mặt hàng, nổi tiếng trên khắp thành phố Hát. Cô muốn mua loại nào cũng có, ví dụ như loại này, hay là loại này. Nhân viên bán hàng cười khúc khích hai tiếng, cầm lên sản phẩm mà mình đắc ý nhất. Tựa như một con sói đang háo mồm đứng trước mặt Thư Phương ngây thơ vô tội, chuẩn bị ăn thịt miếng mồi nhỏ thơm ngon. Nhưng mà miếng mồi nhỏ Thư Phương này chẳng những lại không hiểu gì về mấy loại sản phẩm đó, thậm chí là còn có chút hoài nghi. Cô cảm thấy cái miếng vải đỏ trong suốt mỏng manh này trông thật kỳ quái. Nếu là khăn tay thì cũng không hút được mồ hôi. Cô nghĩ chắc là một loại khăn trùm đầu vớ vẩn nào đó. Trên tấm vải mỏng còn có một sợi dây để nối lại hai mảnh với nhau, chắc là dùng để buộc chặt tóc. Nhưng mà cô thấy đây đâu phải là để mua khăn trùm đầu. Xin hỏi, đây là gì vậy? Cô thuận tay cầm lên một vật tròn tròn nho nhỏ, ở giữa cũng có một sợi dây để nối hai cái lại với nhau. Thoạt nhìn rất giống như cái cục bông nhỏ mà gái bé cô thường dùng để cột tóc. Tiểu thư, cô đừng đùa tôi nữa. Cô đã bảo đây này, thì sao có thể không biết đây là cái gì? Sao mà tôi biết được? Bên ngoài cửa tiệm có đề bảng hiệu là bán nội y gợi cảm. Kết quả là khi tôi bước vào đây thì lại thấy mấy cô bán đồ cột tóc. Quên đi, tôi đi đây. Nơi này không có bán thứ tôi cần. Đúng rồi, nhất định là cô đã đi nhầm chỗ rồi. Nếu không, cái cô bán hàng này cũng sẽ không bán cho cô cái đồ cột tóc đáng yêu mà cô đã không cần xài từ 800 năm trước. Bán đồ cột tóc? Cửa hàng của bọn họ bán các loại đồ trẻ con đó từ lúc nào vậy? Nhân viên bán hàng hơi sững sờ một chút. Đến khi Thư Phương đi ra đến cửa rồi thì cô ta mới giật mình phản ứng, vội vàng chạy đến ngăn khách. Này, cô chờ một chút. Gì vậy, tôi không mua. Cô muốn mua áo ngực sexy, đúng không? Ừ. Tôi nghĩ nhất định là cô vẫn chưa trưởng thành rồi. Nhìn vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, chắc là đang học trung học, phải không? Có lầm hay không vậy? Dù gì thì cô cũng đã là sinh viên đại học nha. Thư Phương trợn to đôi mắt đẹp, đang chuẩn bị mở miệng phản bác. Tôi... Nhưng mà cũng chẳng sao. Cô nhân viên bán hàng mỉm cười đầy ẩn ý, cắt đứt lời nói của cô. Trẻ con bây giờ cũng trưởng thành nhanh lắm, chờ một chút tôi sẽ bán cho cô. Mấy loại đồ tốt chúng tôi để ở phía sau. Đừng đi đâu nhé, đứng ở đây chờ tôi. Nói xong, cô ta vội vàng chạy vào, lấy tất cả những loại đồ lót với đầy đủ kích cỡ và màu sắc, để lại Thư Phương đứng ngơ ngác trong tiệm, đôi mắt to tròn nhìn một vòng xung quanh. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng lúng túng. Bởi vì sau khi cô quan sát những sản phẩm được bày biện ở trong cửa hàng này một cách nghiêm túc, cô mới phát hiện dường như mình đã bước vào một nơi cực kỳ khủng khiếp. Bình thường, những nơi này đều có một tên gọi chung, đó chính là cửa hàng bán đồ dùng tình thú. Sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ? Thư Phương ngồi trên ghế sofa đợi Văn Khiêm. Cô cuộn mình trong chiếc chăn màu trắng mềm mại, thi thoảng lại liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Trong lòng có chút hoang mang, kèm theo một chút không kiên nhẫn. Ôi, cô cảm thấy hồi hộp quá. Nếu như anh không thích, vậy phải làm sao bây giờ? Không được, cô tuyệt đối không được hù dọa chính mình. Cô tự nói với mình rằng, chắc chắn là anh ấy sẽ thích. Chắc chắn là anh ấy sẽ thích cô như vậy. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Văn Khiêm bước vào căn phòng của mình, lại phát hiện căn phòng lúc này chỉ còn sót lại một ánh đèn yếu ớt. Bên dưới ánh đèn, không, phải nói là trên ghế sofa có một cục tròn tròn màu trắng. Bên trong chiếc chăn nhung mềm mại tựa như bông tuyết, một cái đầu nhỏ khẽ lấp ló, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang phình to, có chút buồn bực. Anh Khiêm, anh về muộn. Văn Khiêm bị vẻ mặt của cô chọc cười. Anh bước vào trong phòng,
tiện tay đóng cửa lại. Không phải là anh đã gọi điện thoại về bảo em ăn cơm trước rồi đó sao? Anh vừa mới nói chuyện với anh trai của em ở trong câu lạc bộ, và lại bây giờ mới là 9 giờ tối. Từ trước đến nay anh không có thói quen ngủ sớm. Chuyện này không phải là em cũng đã biết rất rõ rồi đó sao? Em biết, nhưng mà em đang đợi anh về nha. Chuyện này chẳng lẽ anh cũng không hiểu sao? Hình như là cô đã quên gọi điện thoại báo cho anh. Nhưng mà trước mắt đây cũng không phải là vấn đề trọng điểm. Em đợi anh. Anh kinh ngạc nhướng mi, cười cười nhìn cô, như thể đang muốn thấy được điều gì đó từ trong đôi mắt cô. Vâng. Cô gật đầu một cái thật mạnh. Em đợi anh đã hơn nửa tiếng rồi. Em định làm gì? Một câu nói này của anh đã hỏi đúng trọng tâm của vấn đề. Em... sao lại như vậy? Bây giờ cô lại là người bị tra hỏi rồi. Nhưng rồi Văn Kiêm lại chú ý đến trên người cô, cảm thấy có điểm không thích hợp. Bé con, bây giờ mới là tháng 9, thời tiết vẫn còn rất nóng, trong nhà có máy điều hòa. Em cũng không cần phải bọc mình lại thành cơm nắm như vậy chứ. Cẩn thận, kẻo đầu mồ hôi, do gió thổi lạnh lại bị cảm đấy. Mau bỏ chăn ra. Đừng tới đây. Cô hét lên bảo anh dừng lại. Anh dừng bước, nghi ngờ hỏi. Em sao vậy? Anh khoan hãy tới đây, nghe em nói rõ ràng đã. Bởi vì quá căng thẳng mà cô kéo chăn càng chặt hơn. Không biết là bởi vì buồn bực hay là do quá nóng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, trông chả khác gì một viên kẹo hổ lô. Em nói đi, anh không qua đó nữa, anh đứng đây nghe em nói. Văn Khiêm thật sự cảm thấy không thể nào hiểu nổi cái cô bé này rốt cuộc là đang định làm gì đây. Anh Khiêm, sao anh lại muốn kết hôn với em? Năm ấy em mới có 15 tuổi, cùng lắm cũng chỉ là một con nhóc ở trong mắt anh mà thôi. Tại sao anh lại muốn kết hôn với em? Nghe vậy, lúc đầu Văn Khiêm có hơi ngạc nhiên một chút, tựa như không kịp ứng phó với vấn đề mà cô đặt ra. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã mỉm cười, trả lời cho sự bất an ở trong lòng cô. Chuyện này, anh cũng thường hay tự hỏi mình. Nhưng mà, cho dù kết luận cuối cùng là như thế nào, thì anh cũng sẽ cầu hôn với em. Bởi vì một ngày nào đó, nhóc con năm nào cũng sẽ trở nên duyên dáng đáng yêu. Đến lúc đó, cô ấy sẽ trở nên vô cùng quyến rũ. Anh phát hiện, mình thực sự không thích cái giả thiết này. Vậy nên trước khi cô bé đó bị những tên con trai khác phát hiện ra, thì anh muốn mình phải mau chóng chiếm hữu cô ấy. Câu trả lời này, em có hài lòng không? Anh muốn em là của anh sao? Anh chớp mắt nhìn cô. Nếu như ngày đó em không bỏ trốn, thì bây giờ em đã là của anh rồi. Bé con, đây là vấn đề mà em đang thắc mắc sao? Đôi môi mềm mại đáng yêu khẽ mím chặt. Cô lắc đầu, mái tóc dài xuân mượt như tơ cũng nhẹ nhàng lay động, chợt lại hơi ngừng lại. Đôi hàng mi e dè nhút nhát khẽ nâng lên nhìn anh. Nếu như em nói đây mới chỉ là lời mở đầu thì sao? Trên thực tế em muốn làm một chuyện. Chuyện gì? Anh có thể đồng ý với em. Cho dù em muốn làm chuyện gì, anh cũng sẽ đáp ứng em, có được không? Dù sao, nếu hôm nay không đạt được mục đích của mình, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Bé con, anh cũng sắp bị em làm cho hồ đồ rồi. Rốt cuộc là em muốn anh đáp ứng chuyện gì đây? Văn Khiêm bật cười, cố ý trêu chọc cô. Cái vấn đề này khiến cho cô cảm thấy quẫn bách. Trước tiên, không, là sau đó. Cho dù thế nào thì cũng chỉ cần anh đáp ứng em là được rồi. Anh Khiêm, anh có thể làm được không? Anh có thể nói không sao? Anh nhướng lên đôi mày rậm, có chút nghi hoặc hỏi. Vậy anh có thể đừng nói không được không? Cô mím môi, giọng điệu van xin. Được rồi, anh bị em đánh bại rồi. Anh không nói không, anh chỉ nói được chưa? Bây giờ em có thể nói cho anh biết rốt cuộc là em muốn làm cái gì được không? Chính là... Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lại hít thêm một hơi thật sâu nữa. Mãi cho đến lúc cả người nóng bừng, đầu óc căng thẳng như thể muốn nổ tung ra, thì cô mới chậm rãi cởi bỏ tấm chăn đang khoác chặt trên người, để lộ ra một bờ vai nhỏ trắng như tuyết, cùng với một lớp voan mỏng màu phấn hồng. Tấm voan rất mỏng, trừ những vị trí quan trọng, thì hầu hết toàn bộ da thịt trắng nõn đều như ẩn như hiện, vô cùng mê người. Thư Phương, em mặc quần áo như vậy. Anh kinh ngạc trợn to mắt, cảm thấy không thể tin được những gì đang diễn ra ở trước mắt mình. Phản ứng kích động của anh dọa đến Thư Phương. Em hiểu, nó rất đắt, anh Khiêm, anh không trách em chứ?
Em cũng chỉ là sau khi quẹt thẻ mới phát hiện mấy mảnh voan mỏng này đắt như vậy. Không, vấn đề không phải là cái này. Văn Khiêm nuốt nước bọt một cách khó khăn, lại phát hiện trong người mình đang nhanh chóng dâng lên một ngọn lửa kích tình nóng rực, nóng lên kinh người. Thư Phương, mau lấy chăn che lại, nhanh lấy chăn che lại, đừng để anh nhìn thấy. Tại sao không phải vừa rồi anh vẫn còn rất muốn em bỏ chăn ra đó sao? Sao bây giờ lại không giữ lời vậy? Đó là bởi vì anh không biết phía dưới cái chăn em lại mặc như vậy, chỉ có mỗi... Anh hít một hơi thật sâu, không dám mở mắt nhìn thân thể trắng như tuyết, đẹp đến mê người của cô. Anh không thích à? Hay là bởi vì nó quá đắt cho nên anh tức giận? Anh nói rồi, vấn đề không phải là như vậy, mà là bởi vì... Anh Khiêm, nhìn em. Cô khẽ cất tiếng gọi tên anh, giọng nói non nớt mang theo một chút cô đơn. Không, anh không làm được. Anh gầm nhẹ, cố gắng kìm chế bản thân một cách cực độ. Chỉ nói một câu mà cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực của anh rồi. Anh không muốn em sao? Đừng quên, là ai không muốn anh chạm vào nên đã trốn hôn. Một câu này của anh đã nói trúng tim đen của cô, chỉ ra vấn đề luôn tồn tại giữa hai người bọn họ. Khuôn mặt mang theo một chút tức giận. Anh trách em, thì ra là anh đang trách em, anh vẫn không chịu tha thứ cho em. Nói xong, cô nghẹn ngào phủ chăn lên người, đang định đứng dậy rời đi. Lại không ngờ, anh bỗng vươn tay ra, đè cả người cô xuống ghế sofa một lần nữa. Chết tiệt! Anh không nhịn được mà khẽ mắng một câu, cố gắng thả lỏng khuôn mặt đang căng thẳng đến cực độ của mình. Anh vốn định chậm rãi từng bước một. Thư Phương, em nên biết rằng anh không muốn tổn thương em hiểu không? Em hiểu mà. Cô ngây ngốc gật đầu một cái. Em biết anh Khiêm sẽ không bao giờ làm em tổn thương, cho nên em mới dám làm như vậy. Thua rồi, anh hoàn toàn thua dưới tay cô rồi. Đối với sự thật này, anh cảm thấy có chút buồn cười, khẽ nhún vai, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mảnh voan mỏng màu hồng phấn trên người cô. Anh cười nói, được rồi, nói cho anh biết bộ này bao nhiêu tiền. Cô ghé sát vào tay anh, khẽ thì thầm đọc lên một con số. Chỉ thấy anh lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được, rồi lại cười cười ngẩng đầu nhìn cô. Anh cười mãi không thôi, sau đó lại cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hai tấm voan mỏng này mà mua với cái giá như vậy quả thật là có hơi đắt một chút, cho nên chúng ta nhất định phải sử dụng nó thật tốt, đúng không? Sử dụng? Thư Phương kinh ngạc mở to mắt, không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao từ trong lời nói của anh cô lại nghe ra được một chút ý đồ không đứng đắn, một loại cảm giác không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, khiến cho nội tâm của cô khẽ run rẩy, cảm giác như mình đang bị anh ác ý trêu đùa. Cho tới bây giờ, cô vẫn không hề biết một Văn Khiêm vẫn luôn dịu dàng chờ đợi cô, vẫn luôn ở bên cạnh che chở bảo vệ cô, cũng sẽ có lúc trở nên điên cuồng, mãnh liệt, đến độ không thể nào kiềm chế được như vậy. Sáng sớm, những tia nắng mặt trời len lỏi hắt vào rèm cửa sổ, tạo nên những quầng sáng mỹ lệ. Từ trong vòng ngực rộng lớn, Thư Phương chậm rãi tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp. Mấy giờ rồi? Cô khẽ híp mắt lại. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn, sờ soạng ở trên người anh, giống như một chú chuột con bé xíu vừa mới được sinh ra, còn chưa kịp mở mắt, mò mẫm loạn xạ. Văn Khiêm đã tỉnh từ lâu, anh ôm cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, khẽ cúi người, hôn nhẹ bên môi. 9 giờ 7 phút rồi, vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Thương Phương thả lỏng thân thể yếu ớt, lại lần nữa vùi mình vào bên trong chiếc chăn ấm, khóe môi khẽ mỉm cười ngọt ngào. Ôm lấy gối trắng tiếp tục thả mình vào mộng đẹp. Dù sao, bây giờ mới có 9 giờ 7 phút, cô tranh thủ ngủ thêm một chút nữa vậy. Hả? 9 giờ 7 phút? Đã 9 giờ 7 phút rồi sao? Cơ thể của cô như được lên dây cót, ngay lập tức bật dậy, hai tay kéo chăn nhung bao lấy thân thể xinh đẹp, đôi mắt hoa đào mới vừa rồi hãy còn ngái ngủ, bây giờ thì lại trợn to như hai quả chuông đồng. Cô quay sang nhìn đồng hồ báo thức một lần nữa rồi lại hét to. 9 giờ 7, không, là 8 phút rồi. Ngủ thêm chút nữa đi, em cần phải nghỉ ngơi mà. Văn Khiêm cười ôm người đẹp kéo vào trong ngực, sau đó lại đem chăn phủ kín người cô. Thư Phương bị anh cuộn, trông chẳng khác gì một miếng sushi. Cô giãy giụa kịch liệt, thấp giọng kêu lên.
em sắp bị muộn giờ rồi. Không, là đã bị muộn giờ rồi. Muộn giờ? Ừ, muộn rồi, anh Khiêm. Nếu anh có lòng tốt thì hãy mau buông em ra. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em đó. Cuối cùng cô chỉ còn cách kêu lên thảm thiết. Thừa lúc Văn Khiêm còn đang kinh ngạc, cô xoay người thoát khỏi vòng tay tráng kiện của anh, vọt xuống giường nhanh như một cơn gió. Đau quá. Sau khi xuống giường, Thư Phương bỗng chốc giật mình. Cô cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, thân thể giống như một con búp bê bị người ta tách ra làm đôi. Bụng dưới lại đau âm ỉ, cảm giác bồn rùn như muốn nhắc nhở cô về những chuyện đêm qua. Trước mắt bỗng hoa lên. Sau khi thoát khỏi vòng ngực của anh chưa đầy 3 phút, cô lại bị anh ôm trở lại vào trong ngực. Mà cô cũng vô lực, chỉ còn biết dựa vào anh để mình không bị ngã nhào xuống đất. Cẩn thận, em cứ từ từ mà đi, không cần vội. Nhưng hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em. Chẳng phải anh cũng biết em đã mong đợi ngày này bao lâu rồi sao? Làm gì có ai đi trễ vào ngày khai giảng cơ chứ? Tiết thứ nhất của em là mấy giờ? 10 giờ. Em có biết lão tài xế Trương mà anh coi trọng nhất lúc trước là một người như thế nào không? Văn Khiêm vẫn bình chân như vậy, chả có chút động tác gấp gáp nào. Anh Khiêm, người ta không có thời gian chơi đoán câu đố với anh nữa đâu. Cô gấp đến độ sắp khóc, giống như con kiến bị người ta bắt bỏ vào trong chảo nóng vậy. Trước kia, ông ấy là một tuyển thủ đua xe, đã từng đoạt giải nhất của cuộc thi đua xe thế giới. Em yên tâm đi, trước 10 giờ, ông ấy nhất định sẽ đưa em đến trường học một cách an toàn. Thật sao? Vậy em đi tắm rửa thay quần áo trước đã. À, quần áo của em. Cô đột nhiên dừng bước, phát hiện ra một vấn đề quan trọng trước mắt. Quần áo của em thế nào? Văn Khiêm có chút khó hiểu, khẽ nhíu mày. Em không mang quần áo tới đây. Hôm qua, em chỉ khoác mỗi cái chăn rồi chạy tới phòng anh, cho nên chẳng mang một bộ quần áo nào tới đây cả. Lần này thì nguy rồi, em phải làm sao bây giờ? Cũng như hôm qua, cô dùng một cái chăn để bọc quanh cơ thể. Chỉ khác một điều, giờ phút này, dưới lớp chân kia là một thân thể trần truồng mềm mại. Một mình em quấn chăn chạy dọc hành lang đến phòng anh. Anh khẽ gầm lên, không dám tin vào tai mình. Cô không biết làm như vậy thì sẽ nguy hiểm đến mức nào sao. Thế nhưng Thư Phương lại buồn bực hỏi ngược lại anh. Đương nhiên là em tới đây một mình rồi. Chẳng lẽ em lại đi nói cho người khác? Người ta mà biết em mặc cái loại quần áo như vậy thì mặt mũi của em để vào đâu đây? Vấn đề không phải là cái này. Em... Người ta sắp bị muộn rồi. Cô chặt đứt lời nói của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại. Được rồi. Anh thật sự là bị cô đánh bại rồi. Văn Khiêm thở dài, xoay người, bước vào phòng thay đồ để lấy quần áo của mình. Em mặc tạm quần áo của anh vào, để về phòng vậy. Vâng. Cô trốn ở trong chăn, tay chân vụng về, mặc chiếc áo sơ mi và quần thể thao mà anh vừa ném tới. Anh Khiêm, em về phòng thay quần áo đây. Đợi đã, Thư Phương. Anh gọi với theo cô, trông thấy cô trở nên nhỏ bé trong bộ quần áo to lớn của mình. Anh cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện gì vậy? Cô chạy ra tới cửa, tay thì túm chặt lưng quần thể thao đang sắp tụt xuống, nâng mắt tò mò nhìn anh. Chúng ta tổ chức hôn lễ lần nữa, có được không? Giọng nói của anh trầm thấp, phảng phất giống như là đang thuyết phục cô, rồi lại giống như là đang dụ dỗ cô. Sự dịu dàng đó khiến cho người ta phải tan nát cõi lòng. Nghe vậy, Thư Phương thoáng sững sờ trong giây lát, cúi đầu nhỏ cúi gằm. Cô có chút không biết phải làm sao. Hàng mi rũ xuống mang theo sự ngượng ngùng, tưởng chừng như không hề có chút phản ứng nào. Thế nhưng đôi môi hồng non nớt khẽ nhếch lên để lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Thư Phương, câu trả lời của em là gì? Anh hạ giọng, có chút sốt ruột thúc giục. Anh quyết định đi, em không có ý kiến. Cô dùng hết sức mình gật đầu một cái, bóng dáng xinh đẹp ngay lập tức vọt ra bên ngoài, cũng chẳng dám dừng lại dù chỉ là một giây. Sự kiện trốn hôn mới vừa rồi trôi qua chưa đầy 2 tháng, khi mọi người vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc và chấn động, thì Văn Khiêm lại thông báo tin tức về hôn lễ một lần nữa. Điều này đã khiến cho tất cả mọi người bị kinh hãi. Cử hành hôn lễ một lần nữa sao? Sao lại có thể nhanh như vậy? Khiêm, cậu chắc chắn là không có vấn đề gì chứ? Đối với người bạn tốt sắp trở thành em rể của mình, Hoài Nam cảm thấy có chút khó xử. Dù sao thì mới chỉ qua 2 tháng ngắn ngủi, chuyện Thư Phương trốn hôn thật sự đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Văn Khiêm nhìn thấy sự băn khoăn trong mắt bạn mình, anh nói. Sẽ không có vấn đề gì đâu, hiểu lầm trước kia giữa bọn mình đã hoàn toàn được tháo gỡ. Thật không? Vậy là tốt rồi. Chỉ có điều cậu chắc chắn là sẽ không cần tăng thêm người trong trường Thư Phương chứ?
Nếu như Thư Phương trốn hôn một lần nữa thì không biết sẽ phải gặp bao nhiêu sóng gió. Từ trước đến nay, Hoài Nam vẫn luôn là một người suy nghĩ cẩn thận. Anh luôn cố gắng đề phòng hết mọi rủi ro. Thế nhưng, mặc dù Văn Khiêm cũng là một người suy nghĩ cẩn thận, nhưng đối với vị hôn thê mà anh yêu thương đến tận xương tủy này, Văn Khiêm lại không muốn làm những việc như vậy với cô. Anh lắc đầu cười nói, tôi đã nói rồi, giữa tôi và cô ấy không có vấn đề gì cả. Tôi tin rằng cô ấy sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới. Tôi vô cùng tin tưởng cô ấy. Nghe vậy, Hoài Nam chỉ biết nhún nhún vai. Được rồi, nghe theo ý cậu vậy. Cũng là một thành viên của nhà họ Trần, đối với những hành động của người thân trong nhà, Hoài Nam luôn có một loại cảm giác khó hiểu. Thậm chí anh còn nghĩ chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Cho dù những lời này rốt cuộc là do ai nói ra, thì hiện tại, vào giây phút cuối cùng này, cũng phải trải qua một thử thách rất lớn. Bởi vì, dưới giai điệu du dương, cô dâu mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, trên tay cầm một bó hoa xinh đẹp, đôi chân đang chậm chậm tiến lên từng bước, nhưng bỗng chốc lại lui về phía sau. Được rồi, Thư Phương lại muốn bỏ chạy. Thư Phương, tới đây. Trong lòng Văn Khiêm vang lên hồi chuông cảnh giác, anh cười dịu dàng, đưa tay dụ dỗ cô gái nhỏ đang lui về phía sau từng bước. Không. Thư Phương lắc đầu, lại tiếp tục lùi lại. Tới đây. Lần này anh nhấn mạnh. Không, anh Khiêm, em không thể. Thư Phương hét to một tiếng, rồi sau đó dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô buông bó hoa đang cầm trong tay, xoay người chạy dọc theo tấm thảm đỏ, trong chốc lát đã rời khỏi lễ đường. Chết tiệt, lẽ ra mình không nên tin tưởng cô ấy. Văn Khiêm khẽ chỉ thầm một tiếng, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Một người lại bị cô dâu của mình bỏ lại ngay trong lễ đường thiêng liêng thêm một lần nữa. Hình như là lại trốn hôn. Cái gì? Không thể nào, lần trước không phải là mới. Văn Khiêm lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang những lời bàn tán xôn xao của những người giúp việc. Trong giọng nói bình tĩnh, không thể phát hiện được tâm tình của anh lúc này. Đêm trước ngày hôn lễ, Thư Phương có biểu hiện gì bất thường không? Biểu hiện bất thường? Không thể có chỗ nào bất thường cả. Quản gia suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu đáp. Cô phụ bếp cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, vẫn thấy cô ấy bình thường như mọi khi mà. Không, không đúng, hôm đó... Người phụ nữ há hốc miệng, dường như đang nhớ lại điều gì. Hôm đó làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nói mau. Văn Khiêm trầm giọng quát. Sau khi nghe người phụ bếp nhắc lại, mọi người cũng đều nhớ ra. Vẻ mặt của quản gia thì lại giống như là đang nhớ về một quãng thời gian tốt đẹp. Ngày đó, có một nơi mà chúng tôi đang làm việc lại giống như là bị bom đạn oanh tạc. Chỗ đó là... Là chỗ nào? Sắc mặt của Văn Khiêm vô cùng ngưng trọng. Phòng bếp. Nói xong, quản gia liền kể lại toàn bộ sự tình. Xoảng, ầm, ầm ầm ầm, loảng xoảng. Bên kia cánh cửa, một loạt âm thanh khiến người ta phải hoảng sợ, cứ liên tục truyền đến, giống như đằng sau cánh cửa kia đang xảy ra thế chiến thứ ba vậy. Hơn nữa, mức độ thương vong cực kỳ nghiêm trọng. Một đám người bu lại trước cửa để trông chừng, trong lòng thầm nghĩ, không biết mình có nên mở cửa bước vào xem tình hình thế nào hay không. Chỉ là, thi thoảng, lại có một tiếng nổ vang, khiến cho bọn họ vừa mới định bước vào, thì lại bị dọa sợ mà phải lui về phía sau vài bước. Mãi cho đến cả tiếng đồng hồ sau đó, cánh cửa mới được mở ra, còn Thư Phương thì bước ra với mái tóc rối bù. Tiểu thư, cô không sao chứ? Đầu bếp lo lắng hỏi, ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn con dao đang được cô nắm chặt trong tay. Thư Phương cầm con dao đi về phía trước, khiến ai nấy đều sợ hãi mà phải lui lại phía sau. Tôi không sao, nhưng mà chú đã từng nói là anh Khiêm muốn một người vợ biết nấu ăn, đúng không? Đầu bếp dè dặt cẩn thận cầm lấy con dao trong tay cô, sau đó mới gật đầu nói. Không sai, cho dù thế nào thì cũng phải biết là một món mà cô ấy thích ăn nhất. Tiểu thư, cô hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, tôi mệt quá, về phòng ngủ trước đây. Hai bả vai rũ xuống, Thư Phương ủ rũ, lê lết từng bước chân chậm rãi dọc theo hành lang dài. Em không có mặt mũi nào gặp anh nữa, anh đừng đến gặp em. Anh Khiêm, em thật sự không thể nào gả cho anh được đâu. Em, ngay cả cháu gà cũng không biết nấu. Thư Phương núp ở dưới giường, sống chết, không chịu chui ra ngoài. Văn Khiêm không thể làm gì khác hơn là cũng chui xuống dưới giường. Trông hai người thật giống hai tên lính nhỏ đang nằm úp sấp ở bên ngoài quân doanh. Thật sự là có một loại cảm giác vi diệu không thể nói thành lời. Quả nhiên là
không nằm ngoài dự liệu của anh. Nghe thấy lý do của cô, sau một hồi nghiệm chứng suy nghĩ của bản thân, Văn Khiêm đảo cặp mắt có chút thất vọng, không nhịn được mà buông tiếng thở dài. Em đã cố thử, nhưng kết quả nếu không phải khét thì gà cũng bị nát bấy. Nước hầm không phải quá mặn thì cũng chẳng có mùi vị gì hết, có lúc lại còn ngọt nữa. Anh Khiêm, chắc là anh chẳng bao giờ ăn cháo gà ngọt đâu, đúng không? Sau này, nếu có thể, hãy cho anh được nếm thử hương vị của nó. Anh nhún vai khẽ cười một tiếng, dường như chẳng xem đây là một việc quan trọng. Anh còn cười em nữa, trong lòng người ta đau như thế nào, anh lại còn ở đây mà cười được. Cô vừa căng thẳng, vừa tức giận, cảm giác phiền muộn, cứ thế không ngừng kéo đến, khiến cô bật khóc. Thư Phương, rốt cuộc là em đang lo lắng điều gì? Anh chạm vào bờ môi trúng chím đỏ mọng của cô, thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ. Nghe anh trai em nói, từ nhỏ, em đã rất thích ăn, món nào lạ cũng ăn, món nào ngon cũng ăn, mở miệng ra là có thể ăn, nhưng cũng rất kén ăn, không phải sao? Cô tạm thời ngừng khóc thút thít, gật đầu một cái, chuyện này cũng đúng. Vậy không phải là được rồi sao? Ai nói một người biết nấu ăn giỏi mới có thể am hiểu được mỹ thực? Bé con, cái miệng nhỏ này của em chính là thứ khảo nghiệm món ăn tốt nhất của anh rồi, không phải sao? Như vậy có được không? Cô cảm thấy có chút không ổn, nhưng rồi lại không có cách nào phản bác được lời nói của anh. Anh nói được là được. Văn Khiêm cũng nhìn ra được biểu hiện này của cô. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần 2-3 câu là đã có thể thuyết phục được Thu Phương. Chẳng qua là cô vẫn còn có chút lo lắng. Anh Khiêm, em thật sự là không có vấn đề gì sao? Chính là cô ta, là cái người đã từng 2 lần trốn hôn chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Hai người phụ nữ, một mập một gầy, ăn mặc có vẻ tầm thường, đang ngồi cách bàn ăn của bọn họ không xa. Hai người nói chuyện nhỏ nhẹ đến nỗi ai bị điếc mà ngồi cách cả 10 km cũng có thể nghe được, huống chi là Thư Phương đang ngồi gần đó. Anh Khiêm, em hứa sau này sẽ không lặp lại một lần nữa. Cô đặt dao nĩa trong tay xuống, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt của Văn Khiêm, nói lời cam kết. Anh nhìn cô, khẽ nở nụ cười, hàng lông mày nhướng lên, mang theo một tia chất vấn. Em sẽ không bỏ lại anh trong hôn lễ một lần nữa, như vậy chắc chắn là sẽ rất mất thể diện đúng không? Khuôn mặt cô lộ vẻ áy náy, dáng vẻ giống như hận, không thể nào lấy cái chết để chuộc lại lỗi lầm của mình. Đối mặt với vấn đề của cô, Văn Khiêm chỉ cười trừ, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô. Không sao cả, chỉ cần em đừng tái phạm nữa là tốt rồi. Vâng. Cô gật đầu thật mạnh, vô cùng nghiêm túc với lời hứa của mình. Chỉ là lời hứa này thật sự là có thể thực hiện sao? Thư Phương kiễng chân, nín thở, dán sát người vào vách tường, lặng lẽ từng chút một. Nhìn khuôn mặt đang tức giận trước mắt, nếu có thể hòa thành cùng với một vách tường này, thì cô sẽ không phải lo lắng bị người đàn ông nổi điên trước mắt này mắng một trận. Dầm. Cô cố gắng nuốt nước bọt, lén nút sờ soạng vào vách tường, hy vọng ông trời xuất hiện kỳ tích, giúp cô có thể tìm được đường sống trong cái chết. Đáng tiếc, trời tạo nghiệp còn có thể tránh, tự mình tạo nghiệp không thể sống. Rốt cuộc thì cô đã hiểu, những lời này là nói cho người đời, ông trời sẽ không giúp đỡ mình làm những việc hại người. Xin hỏi một chút, cô Thư Phương, lần này lý do là gì nữa vậy? Văn Khiêm đứng trước mặt, cách cô không quá 10 cm, hai tay bỏ trong túi quần, híp mắt lạnh lùng hỏi. Lại là cô Thư Phương. Cô lại nuốt nước bọt lần nữa, cảm thấy giận sống lưng. Bình thường, chỉ lúc nào anh tức giận tới cực điểm mới gọi cô như thế. Cô còn nhớ, lần đầu tiên anh gọi cô là cô Thư Phương là 1 năm về trước, lúc cô trốn hôn lần thứ 3. Khi đó, lý do cô bỏ trốn là gì nhỉ? Xin lỗi, cô không nhớ nổi. Em... Hả? Cô vẫn còn nói được sao? Nếu như không phải tình huống trước mắt đang cực kỳ căng thẳng, thì cô sẽ thật sự cảm thấy rất vui mừng. Em làm sao? Đừng có đánh trống lảng nữa. Mau trả lời anh. Anh tiến tới gần, thu ngắn khoảng cách của hai người chỉ còn cách khoảng 5 cm. Thư Phương co rúm người lại, bàn tay càng ép sát vào tường hơn. Cô dường như cảm nhận được một loại tức giận tỏa ra từ trên người anh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì chắc cô đã chết đến 10.000 lần rồi. Tối hôm qua em không ngủ được. Lần nào trước hôn lễ, em cũng không ngủ. Anh lạnh lùng nói ra sự thật. Anh nhất định phải ép mình lạnh lùng, nếu không anh sẽ không nhịn được mà bẻ gãy cái cổ nhỏ đáng yêu của cô, sau đó anh sẽ hối hận đến chết.
Em lo lắng. Cô còn chưa buông tha ý định giải thích với anh. Em đã đồng ý với anh. Đêm trước ngày hôn lễ thì sẽ không suy nghĩ gì cả. Trời ạ, anh đã rất cố gắng nhưng vẫn không nhịn được mà muốn quát cô. Em không làm được. Bị anh quát, ánh mắt của cô trông rất tội nghiệp. Được. Văn Khiêm bất đắc dĩ thở dài. Vậy hãy nói cho anh nghe, tối qua em lại suy nghĩ cái gì, lại lấy nhầm phiếu khám sức khỏe. Nói cho anh biết là ai, anh sẽ đi làm thịt cái tên lăng băm đó. Hay em nghĩ vóc dáng của mình có chỗ nào chưa hoàn hảo? Yên tâm, toàn thân em từ đầu đến chân anh đều yêu thích, không muốn buông tay, không có chỗ nào có vấn đề cả. Hay tại vì đội bóng chúng ta hâm mộ không giống nhau? Nói đi, anh sẽ bỏ tiền đầu tư cho em ư? Bảo họ thử thống nhất hai đội bóng chúng ta thích thành một đội. Điều này không khó, chỉ cần em nói, anh sẽ làm đến cùng. Nói mấy chữ cuối cùng, dường như là anh đã mất hết lý trí mà thét lên. Thư Phương bịt kín lỗ tai trắng nõn, nhỏ giọng đáp. Em sẽ đá chăn. Cái này anh biết từ 800 năm trước rồi. Anh cười lạnh. Nhưng em không biết. Cô buồn bã nói, còn tưởng đây là phát hiện mới của mình, nhưng không ngờ đã bị người khác biết từ lâu. Đó là vì mỗi lúc trời tối, anh sẽ giúp em đắp kín chăn, rồi sẽ thuận tay ôm em vào trong ngực, ôm chặt, không cho phép em đá chăn ra. Văn Khiêm thầm than ở trong lòng. Nhưng mà em phát hiện là em sẽ không chỉ đá chăn. Chả trách, kể từ khi ngủ chung với anh, cô cũng rất ít khi bị cảm. Được rồi, có khi em còn đá vào mặt của anh, bụng của anh, tay của anh, chân của anh. Còn có một lần, thằng bé của anh cũng suýt chút nữa gặp tai họa, rất nguy hiểm, đúng không? Anh cười lạnh nói. Cái gì? Trong giây lát, đôi mắt của cô bởi vì kinh ngạc mà mở to gấp mấy lần. Nhưng rồi ngay sau đó cô lại chán nản cúi đầu. Quả nhiên em trốn hôn là không sai. Thư Phương, đừng có nói với anh đây là lý do em trốn hôn đấy. Giọng nói trầm thấp, lại như đang có một trận cuồng phong ập tới. Em là bởi vì nghĩ cho anh. Cô ấm ức quát. Chẳng có ai bởi vì bị đá mà trốn hôn cả. Anh cũng không khách khí mà quát lại. Nhưng em sẽ đá anh xuống giường. Quát thì quát, ai sợ ai. Cái này em không cần quan tâm. Thân thể của anh to gấp đôi em. Không được, anh đã sắp bị cô chọc cho phát điên lên rồi. Dựa vào nguyên lý trọng lực, như vậy thì sẽ rơi mạnh hơn. Không cần em phải nói, anh giỏi vật lý hơn em. Môn vật lý của em không tệ. Cô không phục, lên tiếng kháng nghị, sau đó lại nói. Hơn nữa, trọng điểm không phải là cái này, mà là nếu như thường xuyên té xuống như vậy thì sẽ không tốt, anh sẽ bị thương. Anh té xuống giường không phải lỗi tại em. Anh tức giận, thở hổn hển quát to. Nói câu này như chém đinh chặt sắt, chỉ là nguyên nhân cặn kẽ anh cũng lười phải giải thích. Đối với cái vấn đề này, Văn Khiêm quả thật là có chút khó nói. Lúc trả lời lại không tự chủ mà né tránh ánh mắt của cô. Chẳng qua là hình như cô không phát hiện ra sự khác thường của anh, chỉ cúi thấp đầu đáng thương nói. Anh đừng vì em nên mới nói vậy. Em không muốn anh bị thương. Em không muốn anh đá xuống giường. Lỡ một ngày nào đó em ngủ thẳng tới nửa đêm, lúc tỉnh dậy lại thấy anh bị em đá xuống giường. Như vậy không được, em sẽ đau lòng. Nghe vậy, Văn Khiêm nhất thời quên đáp lại, chỉ đứng ngây ra nhìn dáng vẻ đáng thương của cô. Sâu trong nội tâm lại có một loại cảm giác mang tên là thương tiếc đang dần dần nảy sinh. Thư Phương, anh khẽ gọi, đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, cẩn thận quan sát từng đường cong xinh đẹp trên đó. Anh Khiêm, anh định làm gì? Anh muốn ôm em. Giọng điệu của anh tràn đầy sự trêu chọc. Không muốn, anh vừa bằng em. Rõ ràng là em suy nghĩ cho anh. Cô không nghe theo, đưa tay đẩy anh ra, đi tới trước hồ cá, giả vờ đặt hết tâm trí vào chú cá nhỏ đang bơi thong dong dưới mặt nước kia. Văn Khiêm cũng không để tâm, anh đi tới phía sau cô, một tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, cúi đầu khẽ hôn vào gáy trắng mịn của cô. Cảm giác nhột nhột dần dần lan tràn. Thư Phương co rúm người như đang né tránh, khẽ rẽ rùa ở trong vòng ngực của anh. Cô tựa như một con mèo nhỏ đang bị con cọp liếm láp, khiến cô cảm thấy mất tự nhiên, khẽ gọi. Anh Khiêm, em không muốn, dùng tay. Cô cố gắng phân tán sự chú ý của mình vào chú cá nhỏ trong hồ nước. Nhưng trên thực tế, cô bị anh trêu chọc đến không cách nào phân biệt được gì nữa rồi. Đừng. Không dám ngủ. 2 giờ sáng, Thư Phương dựa vào ý chí của mình mở to hai mắt, sau đó cũng không dám ngủ lại.
Cho dù đã trải qua tình cảm mãnh liệt ban ngày, thân thể buồn rùn như sắp rời ra, cô tuyệt đối cũng không dám thiếp đi, không dám tùy tiện buông ra phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì cô không thể đá anh xuống giường. Thư Phương mở to đôi mắt đẹp như có sương mù che phủ, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình. Trong lòng không nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào, giống như được phết mật. Cảm giác này thật không thể tả, cho dù có trải qua thời gian bao lâu, chỉ sợ là sẽ không thể nào mất đi. Ầm. Đột nhiên, một tiếng động rất lớn bỗng vang lên. Sau đó, hả, anh rớt xuống giường rồi. Anh Khiêm. Thư Phương kinh ngạc ngồi dậy, dụi dụi hai mắt như không dám tin, nhìn chằm chằm anh đang nằm dưới giường ngủ say, rồi lại nhìn vị trí chân mình một chút. Ờ, ít nhất còn cách anh rất xa. Vậy tại sao anh đang ngủ mà lại té xuống giường? Cô nghĩ nửa ngày, kết luận chỉ có một. Thì ra, tiếng ngủ của anh cũng không tốt lắm. Khó trách, anh nói anh té xuống giường cũng không phải là cô sai. Cô còn tưởng rằng chính mình đã anh té xuống giường. Kỳ thực, căn bản là anh đang ngủ nửa chừng thì tự mình lăn xuống giường. Nói vậy, anh cũng không lợi hại giống như bình thường. Người ngoài hầu như đều đem anh thần thánh hóa lên. Thật ra, cho dù anh có lợi hại khôn khéo cỡ nào thì cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Thư Phương vốn còn đang nhíu mày, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy an tâm. Cô cười cười, vỗ vỗ gối đầu, sau đó thoải mái tiến vào mộng đẹp. Có lẽ cô thật sự không nên suy nghĩ quá nhiều. Gả cho anh, làm vợ anh mới là chính xác. Cô còn nhớ một thím nào đó đã từng nói, mỗi gia đình đều có khó khăn phải trải qua, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một chuyện gì đó ngọt ngào. Không phải tất cả đều là đau lòng khổ sở. Cho nên lần sau, cô tuyệt đối sẽ không bỏ trốn nữa. Nếu như lại bỏ trốn thì sao? Cô thề, ai bỏ trốn chính là con chó nhỏ. Cô không muốn làm chó nhỏ. Trong mộng, cô lại mơ thấy rốt cuộc hai người bọn họ cũng đã cử hành hôn lễ thành công mà cô đã nói, con nguyện ý. Lại muốn kết hôn. Một nam một nữ, dáng vẻ già nua cùng nhau hét to. Lời nói to như vậy, vang vọng trong phòng khách thật lâu không dứt. Cũng khó trách phản ứng của bọn họ kích động như vậy, bởi vì bọn họ chính là Văn Hưng và Hoàng Yến, là hai bạn già đáng thương bởi trái tim đã không thể nào chịu nổi kích thích. Chẳng lẽ trải qua nhiều lần bị trốn hôn như vậy mà cháu trai của bọn họ vẫn chưa rút ra được bài học sao? Làm sao có thể? Văn Khiêm là tác phẩm kiệt xuất nhất trong đề này của bọn họ. Nếu như con trai và con gái chưa từng có ưu điểm gì khiến bọn họ thưởng thức, thì việc hai đứa nhỏ đó cùng nhau tạo ra thằng cháu trai này chính là điều vui mừng duy nhất trong cuộc đời bọn họ. Chỉ là nó lại ngốc đến nỗi luôn nhảy vào cùng một cái bẫy, khiến người ta không khỏi hoài nghi Thư Phương kia có phải là đã hạ cổ độc trên người nó mới có thể khiến cho nó thương tích đầy mình. Thế nhưng vẫn không một lời oán trách. Không được, bọn họ phải cứu cháu mình. Tuyệt đối không thể mặc kệ cho nó phạm lỗi thêm một lần nữa. Nhưng mà người vô tội nhất chính là thư ký quan trọng đã đi theo bên cạnh Văn Khiêm nhiều năm. Anh mang theo tâm tình cảnh giác cùng sợ hãi, thành thật đem toàn bộ lời nói của cậu chủ truyền đạt lại. Cậu chủ chính miệng nói, không được không được, nhà họ Vũ chúng ta không thể ném đi bộ mặt này, hôn sự này không thể kết, tuyệt đối không thể kết. Văn Hưng lắc đầu mãnh liệt, tâm tình trở nên kích động. Nhà họ Hoàng chúng ta cũng vậy, 2 năm qua, số lần chúng nó kết hôn rồi lại trốn hôn đã nhiều tới mức không thể nào đếm hết. Nhà họ Hoàng chúng ta cũng vậy, 2 năm qua, số lần chúng nó kết hôn rồi lại trốn hôn đã nhiều tới mức không thể nào đếm hết. Nhà họ Hoàng chưa từng bị mất mặt như thế. Câu trả lời của ta cũng giống như ông ấy, hôn sự này không thể kết. Cho dù thế nào thì bà già này tuyệt đối không chấp nhận. Đúng, không thể cho phép Khiêm làm bậy. Người đâu, đi tìm cậu chủ đến đây cho ta. Nhưng mà nhất định phải tìm được Khiêm đến đây. Ta nói được một nửa thì hai bạn già nào đó lại phát hiện mình cùng đối phương chăm miệng một lời. Sau khi bốn mắt nhìn nhau lại dứt khoát sửa lời. Không đúng, là chúng ta có chuyện muốn nói với nó. Lập tức, ngay lập tức, đi tìm nó. Anh Khiêm, anh đang nghĩ gì vậy? Thư Phương nhẹ giọng phá vỡ sự trầm mặc của Văn Khiêm. Cô hơ hơ bàn tay nhỏ trước mặt anh, thử dò xét suy nghĩ của anh. Không, anh đâu có nghĩ gì, sao em lại hỏi vậy? Anh bị động tác của cô chọc cười, ngước mắt khó hiểu hỏi. Bởi vì anh lại thua nữa rồi. Cái gì? Văn Khiêm ngạc nhiên cúi đầu nhìn bàn cờ, vẻ mặt khó giấu được sự kinh ngạc. Anh nhất định là đang suy nghĩ chuyện gì, đúng không? Nếu không, với tài nghệ đánh cờ của anh, làm sao có thể thua em được?
Không phải anh vẫn luôn thua em đó sao? Đối với chuyện này, anh ngược lại không quá để tâm. Còn người ấy mà, trong đời luôn luôn xuất hiện một khắc tinh, như thế thì cuộc sống mới có niềm vui chứ. Không, ông nội của anh từng nói kỹ thuật đánh cờ của anh rất lợi hại. Ông ấy không tin anh sẽ thua bởi một con nhóc như em. Về sau, em cũng nghe được một vài chuyện về anh. Anh Khiêm, anh hẳn là phải đánh bại em. Hơn nữa, phải là 2-3 lần khiến em cúi đầu xưng thần mới đúng. Cái gì cũng có khắc tinh. Nói không chừng, em từ nhỏ đã chính là khắc tinh của anh. Thư Phương, làm vợ anh, đừng chạy trốn nữa, có được không? Ánh mắt nhìn cô chăm chú. Bây giờ, em vẫn chưa nghĩ ra thêm lý do gì không thể gả cho anh. Thư Phương bị anh nhìn chằm chằm, tay chân luống cuống, chỉ biết mở miệng trêu ghẹo. Cho dù có thì em cũng phải gả. Anh nói như chém đinh chặt sắt, không cho phép cô đổi ý. Lần này cho dù thế nào thì anh cũng muốn cô phải trở thành vợ mình. Ngay tại đêm trước hôn lễ, một vị khách không mời mà đến, dường như Thư Phương cũng đã quên mất một số người mình đã từng gặp lúc trước. Nhưng sau khi Nhã Lan đi thẳng vào vấn đề chính thì cô gần như ngay lập tức nhớ tới một số chuyện từng khiến mình canh cánh ở trong lòng. Cô biết không, tôi đã từng là vị hôn thê của Khiêm. Anh ấy đã từng nói với cô chưa? Đột nhiên nghe được câu này, nếu bảo không kinh ngạc là gạt người. Thư Phương rất nhanh đã kịp phản ứng. Cô mỉm cười nói, tôi biết rất rõ. Cô đã từng là đối tượng kết hôn mà các trưởng bối thay anh Khiêm lựa chọn. Chẳng qua là tôi chỉ có thể nói xin lỗi với cô. Tôi không thể đem anh Khiêm trả lại cho cô. Cô thật ích kỷ. Đã muốn có anh ấy, vậy thì tại sao cứ liên tục trốn hôn? Hành động đó của cô thật sự khiến người ta rất tức giận. Tôi cũng tức mình, tại sao lại thua bởi một con nhóc như cô? Vì anh Khiêm muốn kết hôn với tôi, anh ấy yêu tôi. Nhã Lan nghe lời nói tràn đầy tin tưởng của đối phương, chỉ hừ lạnh. Cô cho rằng anh ấy thật lòng muốn kết hôn với cô sao? Tôi không hiểu rốt cuộc cô muốn nói cái gì. Anh ấy không phải, anh ấy không thật lòng muốn kết hôn với con nhóc như cô đâu. Chẳng lẽ cô không hề cảm thấy có một chút kỳ quái nào sao? 5 năm trước, cô căn bản chỉ là một cô nhóc chưa phát triển đầy đủ. Làm sao anh ấy có thể muốn kết hôn với cô? Nhã Lan cười lạnh. Anh Khiêm nói anh ấy yêu tôi. Anh ấy không phải thế. Chỉ vì anh ấy muốn phản kháng lại áp lực trong gia đình, phản kháng lại số mệnh mà các trưởng bối đã sắp đặt cho, nên anh ấy đã chọn làm một việc mà buồn cười nhất, cưới một cô nhóc mà tất cả người nhà đều phản đối. Người đó chính là cô. Cô chính là công cụ anh ấy sử dụng để chống lại gia tộc của mình. Cô chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một công cụ mà thôi. Nhã Lan sử dụng hết tất cả sức lực, hét to. Tôi không phải, Nhã Lan. Tôi không hiểu cô rốt cuộc muốn nói gì. Tôi biết rõ cô yêu anh Khiêm, nhưng tôi sẽ không đem anh ấy tặng cho cô. Không bao giờ. Trong nháy mắt, lòng cô có chút dao động. Công cụ, cô chỉ là một công cụ cho anh lợi dụng. Không phải, nhất định là không phải. Anh Khiêm đối xử với cô tốt như vậy, làm sao cô có thể là một công cụ được? Vậy sao? Cho dù anh ấy chỉ lợi dụng cô, sau khi cưới xong sẽ vứt cô qua một bên, đối xử với cô như một con rối, cô vẫn còn muốn gả cho anh ấy sao? Anh ấy cũng biết, chỉ cần cưới được cô thì mục đích của anh ấy sẽ được toàn thành. Anh ấy sẽ không phải cưng chiều cô, dụ dỗ cô nữa. Mục đích chống lại gia tộc của anh ấy đã hoàn thành. Chỉ là anh ấy sẽ mất hết tất cả vì muốn cưới cô vào nhà, mà anh ấy có thể sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Đây là điều mà cô muốn, không phải sao? Tôi muốn. Cái gì gọi là tôi muốn? Tại sao anh Khiêm lại mất tất cả? Vì sao lấy tôi, anh ấy lại mất tất cả? Bởi vì cô liên tục diễn cái tiết mục trốn hôn, làm cho hai bên gia tộc mất hết mặt mũi. Cô không quan tâm đến địa vị của anh ấy ở trong xã hội. Có lẽ nhà họ Trần các người không ngại, nhưng mà hai nhà Vũ Hoàng lại không thể mặc kệ. Bọn họ đã hạ tối hậu thư. Nếu như Khiêm vẫn không chịu bỏ đi ý định của anh ấy, vẫn cố tình muốn kết hôn với cô, thì anh ấy bị ép phải buông thai địa vị bây giờ. Anh ấy không còn là một thương nhân hô phong hoán vũ, cái gì cũng không còn. Như thế nào? Cô không ngờ mình là người có sức phá hoại khổng lồ như thế, có phải không? Tôi... Thư Phương bị cô ta công kích đến vô lực chống đỡ. Cô nghẹn họng không thể trả lời được, hoàn toàn không thể phản bác tất cả sự thật mà Nhã Lan nói ra. Cô nói đi, cô không ích kỷ sao? Hơn nữa, bị người khác lợi dụng mà còn không biết, thật sự là buồn cười. Nếu cô đã nói hết, mời cô về cho. Hôn lễ của tôi và anh Khiêm sắp cử hành, tôi rất bận. Thư Phương dùng một chút khí lực cuối cùng buộc mình trở nên thong dong ưu nhã, không để người khác nhìn ra nội tâm đang kích động bất an của cô. Là thật sao? Không, nhất định là giả. Cô không tin, tuyệt đối không tin.
không thể bỏ trốn, cô đã thề rồi. Nếu như lần này lại bỏ trốn trong hôn lễ, thì cô sẽ là chó nhỏ. Cô không muốn làm chó nhỏ, không muốn. Lúc này, trong lễ đường vang lên tiếng nhạc du dương phát ra từ đàn piano. Hai cô cậu bé đáng yêu đi trước, vung hoa lên không trung. Mọi thứ trước mắt đối với cô hệt như một giấc mơ. Như thể mọi thứ tốt đẹp này không hề có thật, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Không được, cho dù tất cả trước mắt chỉ là cảnh trong mơ, cô cũng không muốn nó biến mất. Con có nguyện ý trở thành vợ của Văn Khiêm không? Nghe thấy có người hỏi, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hơi cười của cha xứ. Trong nháy mắt, cô chần chừ. Thời gian cứ thế không ngừng trôi qua, phảng phất như đã trôi qua một thế kỷ. Con không đồng ý. Trong khoảng thời gian ngắn, câu trả lời của cô khiến mọi người kinh hãi. Văn Khiêm trừng mắt nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia không dám tin. Thư Phương, ta nghĩ cô dâu nhất định là đã không nghe rõ lời ta nói. Cho dù bất kỳ tình huống nào đều yêu thương anh ấy, cho dù sinh lão bệnh tử. Con nói, con không đồng ý. Cha xứ hiền lành cảm thấy trời cao vốn luôn muốn giúp người ta hoàn thành ước nguyện, cho nên ông hắng giọng, nở nụ cười, dáng vẻ như thể chỉ cần cô nói con nguyện ý thì tất cả đều có thể thương lượng. À, xin hỏi cô dâu, con có ý kiến gì sao? Nếu có gì không hài lòng, chúng ta có thể bí mật thương lượng. Con không muốn trở thành vợ của anh ấy. Cô dùng toàn bộ sức lực giống lên, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người đàn ông bên cạnh. À, thì ra là có ý kiến về chuyện này, chúng ta có thể thương lượng. Nói được một nửa, cha xứ hiền lành bỗng trợn to mắt, bởi vì ông phát hiện một chuyện quan trọng. Cô không muốn trở thành vợ của người bên cạnh, vậy thì tất cả cũng không thể bàn nữa. Thư Phương, em có biết mình đang nói gì không? Văn Khiêm nắm chặt tay cô, buộc cô nhìn thẳng vào anh, không cho phép cô trốn tránh. Em không muốn gả cho anh Khiêm. Cô chậm rãi nâng lên đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm thúy, tràn đầy khiếp sợ của anh. Em không muốn gả cho anh. Lần này không hồ đồ giống như mấy lần trước. Trong lúc này đây, bầu không khí giữa bọn họ đều trở nên ngưng trệ, trầm trọng đến mức khiến cho người ta hít thở không thông, cứ thế bao phủ xung quanh hai người. Em muốn rời khỏi nơi này, cô nói. Mà anh chỉ dùng sắc mặt lạnh như băng nhìn cô, cũng chẳng hề chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Tận sâu trong lòng anh chỉ có một nghi vấn, đó chính là vì sao? Em chỉ muốn rời đi thôi, chỉ là như vậy, không vì cái gì cả. Cô trốn tránh câu hỏi của anh, không ngừng lui về phía sau, hệt như một con chuột nhỏ đang bị con rắn nhìn chằm chằm vậy. Bây giờ em rời đi cũng là rời khỏi anh, có phải không? Trong lòng anh cực kỳ hiểu rõ, lần này không giống với những lần trước, tuyệt đối không giống. Đối mặt với câu hỏi sắc bén của anh, Thư Phương chỉ lắc đầu, cũng không thể nói với anh rằng không phải. Cô nghẹn ngào, nhỏ giọng nói. Lúc này, em chỉ muốn rời đi thôi, anh có thể để cho em... Không. Đối với yêu cầu của cô, anh chỉ có thể nói một từ chém đinh chặt sắt. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo tựa như băng ngàn năm, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước không thấy đáy. Không. Trong lúc nhất thời, cô có chút bối rối. Đối với phản ứng không biết làm sao của cô, Văn Khiêm chỉ cười lạnh. Em hỏi những lời này, không phải là đang trưng cầu ý kiến của anh hay sao? Bây giờ anh trả lời em, anh không cho phép em rời đi. Không, em có nghe được không? Cái chữ này chính là câu trả lời của anh. Vì sao? Lúc này em chỉ muốn rời đi thôi. Giọng nói của cô có chút suy yếu. Bởi vì anh đã nói, nếu em rời khỏi nơi này, chẳng khác nào sẽ rời khỏi anh. Thư Phương, từ lần đầu tiên em trốn khỏi hôn lễ của chúng ta cho tới bây giờ, đã mấy năm rồi. Nếu như anh có thể buông tay em, thì anh đã sớm làm như vậy. Giọng nói anh trầm thấp, bờ môi nhếch lên một nụ cười tự giễu. Năm lần trốn hôn, lần nào anh cũng nghĩ hết biện pháp để đem em trở về. Thế nhưng, lần nào em cũng cho anh một kích chí mạng, mà lần cuối cùng này cũng ở trước mặt mọi người từ chối gả cho anh. Tại sao em có thể đối xử với anh như vậy? Thư Phương, sao em có thể làm như vậy chứ? Anh Khiêm... Không, em không thể đi. Em không thể. Vì sao? Vì sao lại không thể? Bởi vì em là công cụ, anh dùng để đối phó với ông nội và bà ngoại của anh đúng không? Cho nên em không thể đi đúng không? Nói xong,
Cô thấy sắc mặt của anh đột nhiên giống như bị đóng băng. Sự hờ hững đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi, giống như đã bị lời nói của cô làm tổn thương thật sâu. Rốt cuộc em đang nói cái gì? Văn Khiêm tiến lên, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên tái nhợt. Nhã Lan đã nói cho em biết, lúc trước cô ấy có hôn ước với anh, là các trưởng bối thay anh lập thành, chỉ là anh không muốn, cho nên mới cầu hôn với em. Mọi chuyện xảy ra trùng hợp như vậy. Khi bọn họ nói cho anh biết về chuyện hôn ước thì anh lại cầu hôn với em. Vì sao mọi thứ lại quá mức trùng hợp như vậy chứ? Bây giờ lời anh nói em có tin hay không? Anh trầm giọng nói, giọng điệu chậm lại. Không, sẽ không. Anh Khiêm, anh để em đi đi. Em không muốn ở lại nơi này nữa. Anh để cho em đi đi, có được không? Nói xong, nước mắt nóng hổi trên khóe mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Trông thấy từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, anh không nhịn được mà khẽ chửi thề, không mở mắt mà quát lên. Đừng có khóc như em là người bị hại vậy. Như thế khiến anh cảm thấy mình giống một thằng ngốc. Thư Phương, anh không cho phép em đi, tuyệt đối không. Nói xong, anh liếc nhìn cô một cái thật sâu. Một lát sau, anh khẽ nguyền rủa một tiếng rồi xoay người, phất tay áo bỏ đi, không nhìn khuôn mặt cô nữa. Thư Phương, rốt cuộc em muốn thế nào với Khiêm? Cho dù muốn giả vờ như không thấy đến cỡ nào, nhưng dựa vào những lời đồn đãi mấy ngày nay, cộng thêm mấy tin tức từ câu lạc bộ cờ truyền tới, Hoài Nam biết mình đã không thể mặc kệ chuyện này. Em... Nếu như em thật sự muốn rời khỏi cậu ấy, vậy thì em cứ nói thẳng ra đi. Anh sẽ giúp em nghĩ cách để cho em có thể rời khỏi cậu ấy. Nhưng mà em phải cho anh một lý do thuyết phục. Em không yêu cậu ấy sao? Đối với vấn đề này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Phương trầm xuống, im lặng chịu đựng, tựa như trong lòng cô che giấu rất nhiều chuyện, chỉ là không thể nói nên lời, không thể nói nên lời. Anh có thể xem biểu hiện này là câu trả lời của em không? Anh nói rồi, chuyện mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm. Cho dù ba mẹ lo cho em cỡ nào, muốn đón em cỡ nào, thì anh cũng sẽ dùng cái nguyên tắc này để ngăn cản bọn họ, cho bọn họ hiểu rõ cách khiến em trưởng thành, biết độc lập xử lý tình huống. Chẳng lẽ anh đã sai rồi sao? Anh hai, hình như em luôn dễ dàng khiến mọi chuyện rối tinh rối mù. Nhưng em thật sự không có cố ý. Em không thể gả. Lần này em thật sự không thể gả. Anh hai, anh giúp em đi. Em không thể vì hạnh phúc của mình mà khiến cho anh Khiêm mất hết tất cả. Em không thể. Em cũng nghe được tin đồn kia rồi à? Ừ. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Hoài Nam trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày, sau đó lại lập tức lắc đầu cười nói. Không, anh không thể mang em đi. Thư Phương, nếu như không phải là em quá coi thường anh trai mình, thì chính là em đã quá coi thường người đàn ông tên Văn Khiêm này rồi. Anh hai. Cô không hiểu hàm ý trong lời nói của anh, mắt đẹp buồn mực trừng to. Trong nháy mắt, ánh mắt Hoài Nam trở nên thâm trầm, khóe môi đột nhiên mỉm cười như đang đeo một chiếc mặt nạ trang sức. Thư Phương, nếu như đây là chuyện khiến em lo lắng, vậy thì bây giờ em có thể quên được rồi. Bởi vì Khiêm không phải là người đàn ông có thể để mặc cho người khác tùy ý điều khiển. Cậu ấy sẽ không để mình bị khống chế. Chỉ có cậu ấy khống chế người khác. Điều này em ngàn vạn lần đừng bao giờ quên. Trong lòng mỗi người, dù ít dù nhiều cũng đều sẽ có bảo bối. Có thể với người khác mà nói, bảo bối này căn bản là chẳng có chút giá trị nào. Tuy nhiên, với người có được bảo bối đó mà nói thì lại là báu vật vô giá, không thể thay thế được. Cô cũng vậy. Từ bé, cô đã thích giấu những thứ tinh xảo trong cái hộp đựng châu báu nhỏ. Cái hộp này là vào năm cô 7 tuổi, cha đã đặc biệt mang từ Úc về cho cô. Tới tận bây giờ cô vẫn rất thích. Từ đó cô liền lấy ra làm hòm đựng châu báu, để chứa đồ vật nhỏ mà cô xem như bảo bối. Thư Phương ngồi trên thảm trải sàn trong phòng, để hộp đựng châu báu nhỏ trước mặt. Cô từ từ mở nắp hộp khảm thạch anh màu tím. Đầu tiên là nhìn thấy mấy viên đạn bằng ngọc nhỏ. Cô còn nhớ những viên đạn ngọc trai nhỏ này là do cô đặc biệt mang về từ Nhật Bản. Năm ấy, cô quần lấy quản gia trong nhà đưa cô đi dạo hội chùa, bị những viên đạn bằng ngọc trai nhỏ này hấp dẫn. Kết quả không cẩn thận mà bị lạc khỏi quản gia. Ông gọi điện thoại về liên lạc với cha mẹ cô, khiến nhiều người lo lắng. Sau đó, khi bọn họ tìm được cô, thì cô đang chơi những viên đạn bằng ngọc trai nhỏ này rất cao hứng. Cuối cùng, ông chủ bán đồ chơi tặng mấy viên đạn nhỏ này cho cô. Đây là món bảo bối mà lần đầu tiên trong cuộc đời cô được nhận. Cô lần lượt lấy những thứ cất trong hộp ra. Có vài thứ cô cũng đã sắp quên tại sao lúc đầu
lại coi nó là bảo bối. Cuối cùng, cô nhìn thấy một thứ. Bỗng, từng giọt nước mắt trào ra mãnh liệt như thủy triều, khiến tầm mắt cô mờ đi. Hai mắt cô đẫm lệ, mơ mơ màng màng, lại không thể rời tầm mắt ra khỏi những thứ đang cầm trên tay, dù chỉ trong khoảnh khắc. Vẻ mặt cô có chút thống khổ xót xa. Nghiêm khắc mà nói, thứ như vậy cũng không thể tính là bảo bối của cô, thậm chí cô nên quẳng nó đi từ lâu mới đúng. Đó là một bức thư. Cô đã sớm quên sạch nội dung trong thư, nhưng cô lại giữ gìn bức thư này. Người trưởng thành đều sẽ quên một số chuyện, nhưng cô lại vĩnh viễn không quên được. Sau bức thư này cất giấu một bí mật to lớn. Đây là một bảo bối bí mật khiến cô vĩnh viễn không thể quên. Đứng bên ngoài cửa, nhìn dáng vẻ cô khóc đến đau lòng, sắc mặt Văn Khiêm căng thẳng tới xanh mét. Anh nắm chặt hai tay, yên lặng nhìn cô, không hề động đậy. Sao cô lại đau lòng như vậy? Sao có thể để cô tin rằng anh thật lòng muốn thương yêu cô đây? Không, cô tuyệt đối sẽ không tin. Không tin anh cố gắng vứt bỏ tất cả chỉ vì muốn có cô. Văn Khiêm cười khổ, thầm nghĩ mình hẳn cũng nên buông tay thôi. Cậu chủ, có ông Đức Hùng tới thăm hỏi cậu. Người giúp việc đi tới bên cạnh anh khẽ nói. Ừ. Văn Khiêm gật đầu, nhìn người bên kia cánh cửa thật sâu, rồi xoay người rời đi, bước về phía thư phòng. Vừa vào cửa, anh lạnh lùng nhìn Đức Hùng, lạnh lùng hỏi. Cậu tới làm gì? Sao? Khiêm, giọng điệu của cậu có vẻ không tốt lắm. Việc này anh cũng có biết một chút. Không có gì, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện, cậu tới đây làm gì? Trong giọng nói trầm thấp, lộ ra chút mất kiên nhẫn. Tôi chỉ muốn tới hỏi cho rõ một chuyện. Cậu muốn nhận thu mua sản nghiệp tập đoàn đối địch thật à? Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đây không phải là con số nhỏ đâu. Nghe thế, Văn Khiêm mỉm cười, không thèm để ý mà nhún vai. Ai cũng cho rằng tôi thân là cậu chủ nhà họ Vũ, lại kiêm thân phận tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Phát, nhất định là bận tối mày tối mặt với hai bên. Nhưng tôi còn chưa cảm thấy hạ cờ và buôn bán đi ngược lại với nhau. Thật ra thì hai cái đều là đang đánh trận, để xem ai có thiên phú cao, kỹ xảo tốt, đủ nhẫn nại. Người kia là người nhà họ Dương. Hơn nữa, cuộc làm ăn này tôi đã bố trí rất lâu, không có lý do gì mà từ bỏ. Cũng không phải là muốn cậu từ bỏ, mà là hoãn lại một chút. Tôi nghe được một vài tin đồn không tốt trong nội bộ câu lạc bộ, gây bất lợi cho cậu. Cho nên anh ta bảo tôi tới nói cho cậu biết, chậm mà chắc. Vẻ mặt Đức Hùng thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Không, tin tức này sẽ được công bố với truyền thông trong thời gian sắp tới, hoãn không được. Hơn nữa, trên đời này bất cứ thứ gì tôi cũng không có lý do thua, bất kể là chuyện gì. Mấy chữ cuối cùng, giọng điệu của anh vô cùng trầm, phảng phất như đang tự lẩm bẩm, tự thuyết phục mình phải tin. Thư Phương, chuyện trên báo viết là thật à? Sau khi tan học, một người nổi tiếng là tay xảo cổ phiếu bước tới cạnh Thư Phương, hỏi. Thư Phương đang dọn dẹp sách bút, lắc đầu với nam sinh tò mò này. Chuyện gì? Gần đây mình rất ít đọc báo, không rõ lắm. Chính là vị hôn phu của cậu thu mua. Cậu ta cười khan, dường như cũng nghe được tin đồn về hôn lễ lần trước. Xin lỗi, chắc anh ấy cũng được tính là vị hôn phu của cậu nhỉ. Gần đây trên truyền thông đều sôi nổi đưa tin chuyện này. Đó chính là vị hôn phu của cậu thu mua một tập đoàn cùng ngành khác. Bây giờ là tập đoàn độc chiếm giới bách hóa rồi. Vậy à? Thư Phương cười nhún vai. Mình chưa bao giờ quan tâm những chuyện này. Anh Khiêm luôn chỉ chọn chuyện tốt nói với mình. Anh ấy luôn nói trong cái đầu nhỏ của mình chỉ cần chứa mình anh ấy là đủ rồi. Thêm một chút, anh ấy không cho phép. Anh ấy không cho những chuyện khác chiếm lấy vị trí của anh ấy trong lòng mình. Thật là người đàn ông bá đạo, phải không? Anh ấy đối xử với cậu thật tốt, Thư Phương. Mình nghĩ lấy ánh mắt của một người đàn ông mà nhìn, quả thực anh ấy rất yêu cậu. Vậy à? Cô vẫn cười nhún vai. Sâu trong lòng cô vẫn không quên được. Tất cả lên men trong lòng cô, tình cảm sinh ra cũng đã sớm biến mất. Điều cô quan tâm ấy à, đã sớm không liên quan gì tới chuyện hai người nói hôm đó. Cô phát hiện lúc đó điều mình quan tâm nhất là rốt cuộc Văn Khiêm có yêu cô hay không. Không phải là 5 năm trước, mà là lúc này anh yêu cô thật ư? Em có chuyện gì à? Văn Khiêm về tới nhà, vừa đi vào thư phòng đã nhìn thấy Thư Phương đứng trong phòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Trong khoảnh khắc, anh cho rằng mình không cẩn thận đã trở về quá khứ. Có điều anh lập tức phản ứng kịp, hỏi với giọng lạnh nhạt. Giờ phút này, sắc mặt anh có vẻ tái nhợt, dây áo sơ mi rộng mở, có thể lờ mờ thấy được vòng băng quanh ngực.
Thư Phương không nhịn được xông lên trước kéo cổ áo anh ra, lo lắng hỏi. Anh hai gọi điện tới cho em, nói anh bị người tập kích bị thương, anh không sao chứ? Không sao, chỉ bị rạch một dao, không mấy mũi là được rồi. Anh cười đẩy cô ra, sau đó lướt qua cô tiến vào thư phòng. Có thật không? Nghe nói anh chảy rất nhiều máu. Anh quay lại cười nhạt nhìn cô dò xét. Bất kể là ai nói tường tận tỉ mỉ cho em, người đó đúng là thổi phồng quá rồi. Phải không? Anh không có chuyện gì thật à? Nếu anh cứ như vậy mà chết đi, nếu, cũng chỉ là nếu anh chết mà cô không còn được gặp anh nữa, cô nên làm cái gì bây giờ? Suýt chút nữa cô bị ý nghĩ trong đầu dọa phát khóc. Không, cô không thể. Ngay lập tức cô phát hiện một chuyện mà mình nên biết sớm. Đó chính là 5 năm qua anh đã cắm rễ thật sâu trong lòng cô, trăm ngàn sợi tơ cũng đã sớm không phân rõ rồi. Anh Khiêm, chúng ta... Cô muốn nói cho anh biết để hai người tiếp tục lần nữa, nhưng khi lời nói đã lên tới cổ họng thì nghẹn lại. Lúc này anh chặn lời cô, vẻ mặt lạnh nhạt dò xét khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ muốn nói lại thôi của cô. Em từng nói em muốn rời đi, phải không? Anh Khiêm, sao bỗng dưng anh ấy lại nói như vậy chứ? Tim Thư Phương đập lỡ một nhịp, xuất hiện một chút dự cảm bất thường. Anh để em đi. Cái gì Khiêm? Suýt chút nữa là cô đứng không vững, cả người như thể bị sét đánh. Anh đang nói gì vậy? Vì sao cô như đã hiểu rồi lại tình nguyện mình vĩnh viễn không hiểu chứ? Anh nói muốn để cô đi ư? Chỉ là anh có một điều kiện. Đôi mắt đen như mực của anh sâu thẳm như hồ nước, bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng, khiến người ta không biết lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì. Thư Phương nín thở chờ đợi. Cô không biết là lời nói gì sẽ phát ra từ môi anh. Cô sợ, nhưng lòng của cô lại chờ mong như vậy, bởi vì rất có thể điều kiện này là hy vọng cuối cùng để cô có thể ở lại bên anh. Tuy em chưa từng trở thành vợ của Văn Khiêm anh, nhưng quan hệ thân thiết giữa chúng ta là điều thật sự không thể phủ nhận. Anh chỉ có một điều kiện, đó chính là nhà họ Vũ anh không cho phép huyết mạch gia tộc của mình trôi giạt bên ngoài. Nếu em đã mang thai cốt nhục của anh, vậy thì xin em uất ức một chút, ở lại đây sinh đứa bé ra, anh sẽ nhận nó. Nếu em may mắn không có thai, vậy em có thể rời khỏi nơi này rất nhanh thôi. Rời khỏi nơi này rất nhanh thôi. Đừng, em không thể như vậy. Cô lắc đầu lia lịa. Ở lại đây một thời gian nữa đi. Anh biết là uất ức cho em, nhưng vì lý do an toàn, hãy ở lại đi. Không phải, anh Khiêm, anh đừng như vậy. Cậu chủ, xe đã để cậu dưới lầu. Tiếng thông báo truyền tới từ ngoài cửa. Ừ, tôi sẽ xuống ngay. Văn Khiêm thờ ơ đáp lại một câu. Đây là hành trình anh tạm thời quyết định sau khi bị thương. Nhưng bây giờ anh không muốn nói rõ với cô quá nhiều. Đôi mắt thâm thúy nhìn cô qua gọng kính vàng. Đừng lo lắng, một tuần sau anh sẽ về. Tới lúc đó anh sẽ dẫn em tới bác sĩ phụ sản kiểm tra thân thể. Hy vọng em không có thai. Sau đó em có thể rời khỏi nhà tù mà em chỉ mong sao có thể chấp cánh bay đi này. Dứt lời anh nhìn cô thật sâu, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Anh Khiêm. Cô đuổi theo, dừng chiếc cầu thang, im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh đang từ từ biến mất trong tầm mắt mình. Cô không muốn đi. Cô thật không muốn rời đi một chút nào. Làm sao bây giờ? Nếu cô không có khai thật, cô nhất định phải rời khỏi nơi này. Nếu cuộc sống của cô không có Khiêm, cô không muốn sống cuộc sống như vậy. Trời ơi, cô chưa từng khao khát thứ gì như vậy. Cô mong mỏi, cô mong mình có thể có cốt nhục của anh. Cô Tư Phương, ăn cơm thôi. Nữ giúp việc đẩy xe thức ăn vào phòng, đi tới trước mặt Thư Phương. Tôi không muốn ăn, đem xuống đi. Thư Phương từ từ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười xinh đẹp mà yếu ớt. Mấy ngày gần đây, ngoài mỉm cười ra thì cô không có bất cứ vẻ mặt gì khác. Nhưng dù trong lòng cô khó chịu đến thế nào, cô cũng không khóc được. Nữ giúp việc bị tình huống trước mặt làm cho sợ hãi, cô ta lắc đầu vội la lên. Nhưng cô đã không ăn uống mấy bữa nay rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa. Tôi ăn không vào chút nào. Vậy ăn một chút. Không, tôi thật sự không ăn vào chút nào, một chút cũng nuốt không nổi. Cô nở nụ cười yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như búp bê thủy tinh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cô nhìn trời xanh mây trắng xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, cầu nguyện mình là một con chim có thể bay.
hãy mau mời cậu chủ về đi. Trước đây ít nhiều gì cô chủ vẫn còn có thể ăn một chút. Nhưng mà quản gia à, ông xem đi, bây giờ ngay cả một chút đồ ăn cô chủ cũng không ăn. Còn tiếp tục như vậy nữa thì cô chủ sẽ đổ bệnh mất. Nữ giúp việc bất chấp tất cả lập tức chạy tới tìm quản gia, hy vọng ông có thể ra mặt giải quyết chuyện này. Nhưng mà bây giờ đang là thời kỳ quan trọng, không thể làm cho cậu chủ phân tâm được. Chuyện này đương nhiên là ông đã nghe người khác nói. Nhưng mà căn cứ vào tình hình huyên náo, ồn ào mà báo chí truyền thông đưa tin gần đây, thì cậu chủ của bọn họ thật đúng là đang rơi vào tình trạng trầm trọng, không thể cứu vãn được. Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy thì cô chủ sẽ chết mất. Cô ấy thật sự sẽ chết mất thôi. Cho dù là chuyện quan trọng như thế nào thì mạng người quan trọng hơn trời vẫn luôn là sự thật, không thể chối cãi. Nhưng mà... Đừng có nhưng mà hoài như vậy nữa. Cô chủ thật đáng thương. Rõ ràng thoạt nhìn đã thấy cô ấy đau lòng như vậy, nhưng lại chỉ cười mà không khóc, làm người ta nhìn mà đau lòng muốn chết. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp của đàn ông vang lên từ sau lưng, cắt đứt đối thoại của bọn họ. Mấy người hãy nói rõ cho tôi biết, tại sao em gái của tôi lại rất đáng thương vậy? Cậu tìm tôi làm gì? Văn Khiêm không ngờ sẽ nhìn thấy Hoài Nam ở chỗ này. Anh khẽ mỉm cười, ngồi xuống trước mặt anh ta. Tôi tới đây để nói chuyện của Thư Phương với cậu. Hoài Nam cũng mỉm cười, chỉ là thoạt nhìn nụ cười này đặc biệt lạnh lẽo khác thường. Quả nhiên, Văn Khiêm nghe thấy cái tên quen thuộc này, nhịp tim tựa như bị tác động trở nên dồn dập. Có chuyện gì đáng nói đâu chứ? Giữa chúng tôi, chẳng qua chỉ cần một chút không gian để cho nhau tỉnh táo lại mà thôi. Trừ chuyện đó ra thì cũng không có chuyện gì để nói. Thật sao? Mặc dù trong chuyện này, Thư Phương cũng có chỗ không đúng, nhưng mà đưa giao em gái cho cậu, không phải là để cho cậu ngược đãi nó. Tôi không hiểu là cậu đang nói cái gì. Không có tôi ở bên cạnh cô ấy hẳn là đặc biệt vui mừng mới đúng. Sắc mặt của Văn Khiêm cũng bắt đầu lạnh xuống. Vui mừng ư? Ngược lại, thật ra tôi không hề nhìn ra một chút xíu vui mừng nào cả. Một cô gái trẻ không ăn không uống, gần đất xa trời, sẽ cảm thấy vui mừng sao? Cậu nói như vậy cũng quá buồn cười rồi. Nghe vậy, Văn Khiêm không dám tin, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ thấy sắc mặt anh ta đanh lại, rất nghiêm túc, chứng minh lời đã nói một chữ cũng không phải giả. Thư Phương, cô ấy... Trong 2 năm qua, chúng tôi đã giao con bé cho cậu. Cũng không phải là bởi vì chúng tôi không yêu thương con bé, mà là bởi vì cậu là một người đáng giá để nhà họ Trần chúng tôi giao hoàn ngọc quý trên tay. Cậu làm gì đối với con bé? Trước nay, chúng tôi đều không hỏi tới chỉ vì người nhà họ Trần nợ cậu. Chỉ vì chúng tôi tin tưởng, bất luận như thế nào, thì cậu cũng sẽ không thương tổn Thư Phương. Vậy mà, hình như chúng tôi đã nghĩ sai rồi. Cho tới bây giờ, tôi đều chưa từng nghĩ tới sẽ làm tổn thương cô ấy. Anh quát. Đối với lời giải thích của anh, Hoài Nam chỉ cười lạnh. Vốn dĩ, tôi cũng cho là như thế. Nhưng mà, tôi phát hiện, sự thật căn bản không phải là như thế. Cậu không cần phải cố ý gây thương tổn. Ở trên thế giới này, sự tồn tại của cậu cũng đủ để tạo thành tổn thương cực lớn đối với Thư Phương. Con bé quan tâm cậu, tôi nên sớm nghĩ đến điều này. Đối với sự lên án này, nét mặt Văn Khiêm cực kỳ đau khổ. Anh nhếch môi, nở nụ cười chua xót. Nam, tôi ngay cả một chút lòng tin cũng không có. Tôi thật nực cười giống như một con chó nhà có tang. Cậu hãy tới nhà tôi đón cô ấy về đi. Nếu như làm như vậy, có thể khiến cô ấy tốt hơn một chút. Cậu nói không sai. Nhìn cậu bây giờ thật đáng thương, tựa như một con chó nhà có tang. Tôi thật sự muốn hung hăng đánh cho cậu một trận thật mạnh tay để cậu tỉnh ra. Nhưng mà nếu như tôi thật sự làm như vậy, Thư Phương sẽ trách tôi máu lạnh vô tình. Cho nên tôi sẽ không đánh cậu. Yên tâm đi, trước khi cậu quay về thành phố H, tôi sẽ đón Thư Phương về. Cảm ơn. Giọng điệu của anh giống như là vô cùng cảm kích. Nhưng chỉ có anh biết rõ, cả trái tim đã sớm thắt chặt, đau đớn đến không thể trả lời thêm nữa. Hoài Nam thở dài. Cậu thật sự làm cho tôi thất vọng. Khiêm, uổng phí Thư Phương suy nghĩ cho cậu như thế. Tại sao ngay cả một chút dụng tâm này của con bé cậu cũng không chịu tìm hiểu chứ? Nghe vậy, mới đầu Văn Khiêm trầm mặc một lúc không nói gì. Sau đó thoạt nhìn anh giống như không hề động lòng trước những lời này của Hoài Nam, chỉ mỉm cười nhún vai một cái, đứng dậy rời đi. 3 ngày sau, xuống xe, Văn Khiêm đứng yên trước cửa chính nhà mình một lúc lâu. Anh ngước mắt lên nhìn tòa biệt thự mà anh và Thư Phương đã chung sống cùng nhau suốt 2 năm qua. Trong lòng thoáng qua một cảm giác trống vắng lạnh lẽo. Cô ấy đã đi rồi sao? Khó trách Hoài Nam lại cảm thấy thất vọng với anh. Giờ phút này
Ngay cả bước vào cửa nhà một bước, anh cũng cảm thấy bước chân giống như nặng ngàn cân. Ở nơi này không có cô ấy, ngay cả một bước, anh cũng không muốn bước vào đi. Một nữ giúp việc từ cửa nhìn thấy chủ nhân đã trở về thì vội vàng vui mừng hét lớn. Cậu chủ đã về rồi, tiểu thư Phương, cậu chủ đã về rồi. Thư Phương, cô ấy chưa đi sao? Nghe vậy, Văn Khiêm không nhịn được bước nhanh hơn, băng qua phòng khách ở lầu 1, đi thẳng tới cầu thang ở lầu 2. Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên cầu thang có một bóng người xinh đẹp rất quen thuộc. Anh ấy đã về rồi, cuối cùng cũng về rồi. Vừa nghe thấy tiếng động lớn, Thư Phương lập tức mặc kệ tất cả, vội vàng chạy ra. Cô đứng ở trên đầu cầu thang, nhìn anh đứng từ xa, cúi đầu xuống, lộ ra ánh mắt xinh đẹp ngập sương mù, bờ môi hơi lộ ý cười, dáng vẻ suy yếu tái nhợt trong nháy mắt, thoạt nhìn rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Anh đã về. Cô nhỏ giọng nói, làm vậy cũng là đã dùng hết toàn bộ hơi sức của cô rồi. Nghe nói em không được khỏe lắm. Anh ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn cô, giống như cô là một nữ thần xinh đẹp không thể chạm vào, chỉ cần chạm nhẹ một cái thì sẽ bể tan tành rồi biến mất ngay sau đó. Không đâu, anh nhìn xem, không phải là em đang mỉm cười hoan nghênh anh trở về sao? Tại sao em vẫn chưa rời khỏi nơi này? Anh hy vọng em sẽ đi sao? Văn Khiêm ngừng lại một chút, nhưng cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này của cô, chỉ khổ sở chuyển tầm mắt. Em nên rời đi, ít nhất cũng sẽ không khổ sở như vậy. Không. Cô nỉ non nói nhỏ, dáng vẻ lã chã trực khắp của cô giống như một pho tượng trẻ em yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ nát. Cô không cách nào kìm được khi nóng đang không ngừng xông lên ở đáy lòng, bị giặc đến nỗi cô rất muốn khóc, nhưng lại không nỡ rơi nước mắt, làm cho hình ảnh rõ ràng của anh bị nhòe đi trong làn sương nước mắt. Cô nhìn anh, lần đầu tiên khi cô gặp anh, khi đó cô mới 15 tuổi, bướng bỉnh muốn đùa bỡn anh trai tuấn tú trước mặt. Anh nói, nếu như em thắng được anh, thì anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa tiệc lớn đúng không? Đúng vậy, chỉ cần em nói ra thì anh đều mời được. Vậy, em không muốn ăn bữa tiệc lớn nữa, em chỉ muốn đi chợ đêm, ăn Hà Tử Thiên, còn muốn ăn cái món đá bào bỏ thêm vài thứ nữa, có được không? Đương nhiên là có thể, cho dù em có muốn gom hết toàn bộ cái chợ đêm mang về cũng không sao cả. Cuối cùng, cô làm sao có thể bằng anh nhỉ? Làm sao có thể? Làm sao có thể nhỉ? Ông trời nhất định là đang mở mắt đùa dẫn bọn họ. Nếu không, một cô gái nhỏ như cô làm sao có thể đấu thắng được một người, được người đời xem là thiên tài cờ vây hiếm thấy như anh chứ? Ông trời nhất định là cố ý muốn chỉnh bọn họ. Nếu không, tuyệt đối sẽ không nhiều lần cho bọn họ có cơ hội ở bên nhau, để cho anh trở thành gia sư dạy kèm cô. Chẳng lẽ đây là do môn số học luôn làm người ta chán ghét, gây khó khăn đủ đường ở phía sau cô, quyết định lấy công chuộc tội, đưa anh cho cô làm quà nhận lỗi sao? Anh cũng không ngại, sau khi em thi xong sẽ trả lại tất cả những gì học được cho người thầy này, cho nên mong em hãy để anh dạy em, thế nào, có được không? Được rồi, tạm thời sẽ tin tưởng thủ hại bạ tướng như anh một lần, nên nhớ nếu như dạy không được thì bất cứ lúc nào em cũng có thể đuổi việc người thầy dạy kèm này đấy. Tuân lệnh, học trò đại nhân của anh. Nhưng nếu nghiêm túc thảo luận, quan hệ giữa bọn họ thật là phức tạp. Nếu như lúc đó không có anh dạy kèm cô, có lẽ bây giờ cô đã bị buộc đi du học ở Mỹ, tùy tiện mở miệng thì cũng là ABC, anh Văn nhất định sẽ rất tuyệt, sẽ không giống như bây giờ. Bất luận cô cố gắng học tập như thế nào, hội thoại bằng tiếng Anh vẫn tệ như cũ, vừa nghe cũng biết là cô lớn lên từ nhỏ ở Nhật Bản. Nhưng cô tình nguyện như thế, cô đại khái có thể cả đời cũng không muốn học tốt anh Văn, chỉ muốn ở lại bên cạnh anh nhiều một ngày cũng tốt. Cô tựa như một con chim non, tin tưởng người trước mắt chính là người thân nhất của cô, cho dù người kia là một con cá sấu ăn thịt người, cô cũng tin tưởng anh. Cái suy nghĩ này không thể bị sửa đổi dù chỉ một chút. Em là ai trong lòng anh? Anh Khiêm. Vậy là được rồi. Chẳng lẽ em không tin tưởng lời anh Khiêm đã nói sao? Tin. Anh Khiêm không hề lừa gạt em. Đúng vậy, cô vẫn luôn tin tưởng anh. Nhưng mà tại sao lúc cô 18 tuổi luôn tin tưởng lời nói của anh vững chắc không rời, ngây thơ đến nỗi làm cho người ta cảm thấy ngu đần? Nhưng mà cô thích sự ngây thơ đó của mình. Tại sao cô không chịu nữa tin tưởng anh một lần, tin anh sẽ không coi cô giống như công cụ phản kháng, mà là thật lòng yêu cô từ tận sâu đáy lòng? Cô vẫn luôn hy vọng là anh yêu cô.
Anh Khiêm, em... Giờ phút này, bên trong mắt đẹp của cô lộ ra một tia mong mỏi, giống như đang van xin anh hãy ôm cô vào trong ngực một lần nữa. Nhưng mà cô nhiều lần cự tuyệt như vậy đã khiến cho anh hoàn toàn cảm thấy sợ hãi rồi. Văn Khiêm đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, ngưng mắt nhìn cô. Anh không nói lời nào, cô không nghe thấy tiếng nói của anh. Dần dần, cái gì cô cũng không nghe thấy nữa rồi, lỗ tai vang lên ù ù. Cô buồn bực, rõ ràng phải là cái gì cũng không nghe được. Nhưng mà cô lại cảm thấy thế giới của chính mình vọng lại một âm thanh ồn ào của sự yên tĩnh. Thật kỳ quái, rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Cô nhìn anh, cong môi cười một tiếng ngọt ngào, nhấc chân muốn đi lên phía trước, tới gần anh thêm một bước. Sau đó thế giới của cô trong nháy mắt vỡ vụn, cô mất đi thăng bằng, lập tức ngã xuống dưới, không ngừng lăn xuống. Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, thế giới của Văn Khiêm cũng đồng thời sụp đổ theo. Tim của anh giống như bị người hung hăng lấy ra. Anh nhìn cô đi về phía mình, từ trên cao rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cong lên thành nụ cười xinh đẹp. Chẳng qua, chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, nhưng lồng ngực của anh đã bị xé rách đau đớn tới cực hạn. Thư Phương. Thư Phương chậm rãi mở mắt ra, mất tới 10 phút mới biết bản thân đang nằm ở trên giường. Tiếp đó, cô nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên sự lo lắng. Văn Khiêm đang nhìn cô, dường như đang cố tình tìm khắp trên người cô xem có còn bất kỳ chỗ nào không hoàn hảo hay không. Sau đó, hình như anh phát hiện cô ngoại trừ suy yếu một chút ra, những thứ nên khỏe mạnh thì đều còn đang bất động tại chỗ. Cho nên một tia tức giận dần dần xông vào mắt anh, môi của anh, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm nheo lại. Môi mỏng mê người kéo thành dáng vẻ căng thẳng, nhằm vào cô, bắt đầu bộc phát toàn bộ cơn giận của mình. Cô bé ngốc, em cho rằng mình đang làm cái gì? Tự giày vào mình như vậy, em cảm thấy rất hài lòng sao? Nhìn xem, em đã gầy thành bộ dạng gì rồi, rõ là đáng chết. Không đủ, chỉ một chút như vậy vẫn không đủ phát tiết hết một phần vạn tức giận trong lòng anh. Anh rất lo lắng cho cô, gần như sắp đạt đến trình độ điên cuồng rồi. Khiêm, anh cắt đứt lời nói mê của cô, giọng nói lạnh lùng âm u, giống như đang giễu cợt chính mình. Ở lại bên cạnh anh, em thật sự khổ sở như vậy sao? Nghe thấy lời của anh, Thư Phương cảm thấy trong lòng rất nôn nóng. Cô vội vã muốn phản bác cách nói của anh. Không phải vậy, không phải như thế, em chỉ là... Anh thua, anh hoàn toàn nhận thua. Thư Phương, em khiến cho anh cảm thấy mình bị bại thật thê thảm. Em có thể đi rồi. Bây giờ, bất cứ lúc nào, em cũng có thể rời khỏi vị trí bên cạnh anh. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Nói xong, anh nở nụ cười đau khổ rồi thở dài, vẻ mặt chán nản đứng dậy từ cạnh giường, quay đầu rời đi. Anh Khiêm! Cô hét to một tiếng, vội vã kéo ống tay áo của anh lại, lập tức than thở khóc lóc, khóc đến nỗi cực kỳ đau lòng. Bàn tay trắng nõn, nhỏ bé, nắm chặt tay áo của anh, nắm thật chặt, không buông. Anh Khiêm, đừng tức giận, em cầu xin anh đừng giận em, có được không? Em đang nói gì vậy? Văn Khiêm ngoái đầu lại nhìn cô, quăng cho cô một nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu nói. Anh đã nói rồi, là anh thua, cho nên anh để cho em đi, không phải sao? Không phải, anh đang tức giận, anh đang giận em. Cô ngẩng cằm dưới lên, vẻ mặt giống như đang quật cường, muốn nuốt nước mắt ngược vào trong. Nhưng mà từng giọt nước mắt trong suốt, óng ánh vẫn không ngừng lăn xuống. Thật xin lỗi, em đã nói với anh lời xin lỗi rồi, anh đừng tức giận, có được không? Đứa ngốc, không phải anh đã nói rồi sao? Anh không tức giận, lại càng không giận em, không giữ được em, còn khiến cho em khổ sở như vậy, là lỗi của anh. Không phải, không phải như vậy, anh Khiêm không sai, là lỗi của em, là trong lòng em có vấn đề. Nhưng em thật sự không hề cố ý, em chỉ luôn suy nghĩ, vẫn luôn suy nghĩ, kết quả là ăn không vô, lại không ngủ được, đợi đến lúc phát hiện thì đã trở nên gầy như vậy rồi. Nghe vậy, Văn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt tuấn tú cứng lại, xa sầm. Rốt cuộc là em đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến không ăn, không uống. Nói ra đi, đừng một mình giữ kín phiền muộn trong lòng không nói ra. Em đang suy nghĩ. Nói xong, cô chưa lên tiếng nói tiếp thì nước mắt đã chảy xuống. Nước mắt nghẹn ngào lại dâng đầy hốc mắt một lần nữa. Em lo lắng bản thân sẽ không còn lý do để ở lại. Em không tìm được lý do để có thể ở lại,
Em rất sợ hãi, sợ mình nhất định phải rời đi. Anh Kiêm, em còn có thể không phải rời đi hay không? Trong lúc này, đáy lòng Văn Khiêm giống như bị chấn động thật lớn. Anh yên lặng ngưng mắt nhìn cô, cổ họng giống như đột nhiên bị một dòng khí nóng xông lên, khiến cho anh nghẹn lời, một lúc lâu sau vẫn không thể nói được. Nhìn anh im lặng không nói gì, trong lòng Thư Phương lập tức lạnh đi một nửa. Cô chán nản cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, vốn là hai cánh môi mềm mại, giờ phút này lại giống như cánh hoa khô héo đang khẽ run rẩy. Em rất sợ hãi. Mấy ngày nay, mỗi ngày cứ đến lúc trời nhá nhem tối, em lại bắt đầu cảm thấy khổ sở, bởi vì một ngày trôi qua chính là mất đi một ngày em có thể ở lại bên cạnh anh, mất đi một ngày có thể yêu anh. Nhưng mà thật sự đến khi đêm tối phủ xuống, em lại ước gì nó nhanh trôi qua, sắc trời mau sáng lên, vậy thì sẽ lại là một ngày mới mà anh có thể sẽ trở về. Em nhớ anh. Anh Khiêm, em rất nhớ anh. Hai tay của cô ôm chặt lồng ngực của mình, giống như chỗ đó đau đớn đến không cách nào chịu được. Thư Phương. Anh cất tiếng gọi khẽ, lồng ngực vì lời nói của cô mà điên cuồng dậy sóng không ngừng. Ánh mắt của anh vừa mừng như điên, vừa không dám tin, tràn đầy kích động muốn ôm cô vào trong lòng. Nhưng mà anh lại bị nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong đáy lòng mình ngăn cản. Nếu như lại bị cô cự tuyệt lần nữa, anh sợ sẽ lại bị cô cự tuyệt lần nữa. Em thật sự hy vọng mình đã mang thai. Nếu quả thật là như vậy, thì em có thể ở lại thêm một ít thời gian nữa, bởi vì còn chưa đủ. Em muốn ở tại bên cạnh anh lâu thêm một chút, có thêm nhiều hồi ức ở chỗ này một chút. Hiện tại em chỉ có một chút như vậy, không đủ. Một chút như vậy không đủ để em trở về, rồi còn có thể nhấm nháp cả đời. Không đủ. Nói xong, cô ngước ánh mắt ngập nước lên, điềm đạm đáng yêu nhìn anh. Trời ơi. Văn Khiêm gầm nhẹ một tiếng, giống như dã thú. Cuối cùng cũng không kiềm chế nổi khát vọng trong lòng, bước lên ôm chặt cô vào lồng ngực, yêu thương cọ cọ lên mái tóc mềm mại mượt mà của cô. Ai nói là em nhất định phải rời đi chứ? Là ai nói nếu như em không mang thai thì nhất định phải rời khỏi đây chứ? Thư Phương, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ qua sao? Em đang nghĩ lý do để ở lại, anh làm sao lại không nghĩ lý do để giữ em lại chứ? Anh nghĩ hết biện pháp, chính là muốn giữ em ở lại bên cạnh anh. Vậy thì đừng buông tay của em ra. Anh Khiêm, đừng buông tay ra. Em vẫn không có cách nào đi một mình. Một mình em không thể đi được. Không có anh, em không đứng nổi. Em không đi được. Không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay. Vĩnh viễn. Nghe vậy, đáy mắt cô lóe lên nước mắt như ẩn như hiện, vẻ mặt mờ mịt giống như đang nhớ lại quá khứ. Anh Khiêm, anh còn nhớ năm em thi lên cấp 3 đã nhận được một bức thư tình không? Ừ, khi đó em một mình đi cự tuyệt cậu bé đưa thư tình, về nhà một chữ cũng không nói, khiến cho trong lòng mọi người đều nghẹn chết. Nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn này vẫn giống hệt như vỏ chai. Cho dù mọi người nói lời khách sáo như thế nào thì em vẫn không lộ ra nửa câu. Nghĩ đến tình cảnh khi đó, anh đã cảm thấy rất buồn cười rồi. Anh Khiêm, anh có muốn biết em đã nói gì với cậu ta không? Bây giờ em chịu nói rồi sao? Ừ. Đôi tay nhỏ nhắn của cô cố gắng ôm trọn bàn tay to lớn của anh, học theo cách thường ngày anh vẫn làm với cô, ôm chặt trong lòng bàn tay. Nhưng mà bất luận như thế nào cũng không làm được. Trong đôi mắt vẫn hiện lên nụ cười ngọt ngào như cũ. Em nói với cậu ta, em không muốn nói chuyện yêu đương với cậu ta, không chỉ bởi vì em vẫn còn nhỏ tuổi, mà là bởi vì khi đó trong lòng em cũng đã sớm quyết định một chuyện. Chuyện gì? Đôi lông mày của anh nhướng lên, bị lời nói của cô gợi lên hứng thú. Em nói với cậu ta, để em trưởng thành, hiểu chuyện, em muốn nói chuyện yêu đương với anh Khiêm, cũng chỉ nói chuyện yêu đương với anh Khiêm mà thôi. Anh Khiêm, anh cũng đã sớm chiếm giữ toàn bộ đáy lòng của em rồi. Nói xong, cô không dám nhìn anh, mắc cỡ đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ bừng, đã dùng hết trăm phương ngàn kế, bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết vẫn không ôm trọn được bàn tay to lớn của anh, càng thử càng luống cuống, nhưng trong giây phút cuối cùng lại bị anh vững vàng nắm ngược lại. Thư Phương, cái cô bé ngốc này. Văn Khiêm siết chặt khuỷu tay, cảm giác cổ họng có chút khô khốc, một thứ tình cảm mãnh liệt tràn qua lồng ngực của anh. Quả thật,
chính anh cũng không thể tin được những gì chính tay anh nghe thấy. Bởi vì như vậy, cho nên em không dám nói với bất kỳ kẻ nào, sợ mọi người sẽ cười em, cười tính tình trẻ con của em. Bây giờ nói rõ ràng rồi, anh Khiêm không cười em, cuối cùng em cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, bây giờ em đã trưởng thành rồi sao? Em đã 20 tuổi rồi. Cô Kháng Nghị bĩu môi. Đúng vậy, trong lúc không ý thức được, em đã là một người phụ nữ thành thục 20 tuổi rồi. Thư Phương, bây giờ em cũng đã đủ hiểu chuyện rồi, đã có thể cùng anh nói chuyện yêu đương rồi sao? Giọng điệu của anh có chút chần chừ, giống như cũng biết mình đã hỏi một câu rất kỳ quái, nhưng lại rất phù hợp tình huống. Mới đầu, cô cũng không hiểu rõ lắm ý tứ trong lời nói của anh. Ngay sau đó, cô phản ứng lại, nụ cười sán lạn, tựa như một đóa hoa xinh đẹp, dường như đang nở rộ bên môi cô. Em muốn nói chuyện yêu đương với anh Khiêm, nói một tình yêu oanh oanh liệt liệt thật tốt đẹp. Nếu như có thể, Văn Khiêm thật muốn yêu thương cô thật tốt. Anh kiềm chế tình chiều mãnh liệt trong đáy lòng lại, vững vàng ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Thư Phương, cũng không phải mỗi cặp vợ chồng đều giải quyết tất cả vấn đề rồi mới kết hôn. Giữa bọn họ rất có thể còn có ngàn vạn vấn đề cần giải quyết. Rất có thể mỗi một vấn đề cũng nghiêm trọng gấp trăm lần vấn đề tồn tại giữa chúng ta. Nhưng mà bọn họ vẫn lựa chọn cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết, cho nên bọn họ kết hôn. Thư Phương, gả cho anh, để cho anh gánh chịu tất cả phiền phức cùng em, tất cả những chuyện khiến cho em phiền lòng, tất cả đều có thể nói cho anh biết. Vậy anh Khiêm, anh cũng sẽ nói cho em biết chứ? Cô chần chừ thật lâu, rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn tồn tại trong lòng đã lâu. Đương nhiên, anh mỉm cười gật đầu. Vậy anh Khiêm, tại sao cho tới bây giờ anh cũng không nói cho em biết? Thật ra thì lúc anh ngủ sẽ không cẩn thận bị lăn xuống giường chứ? Hóa ra từ trước đến giờ anh luôn dậy sớm hơn cô, chính là để che giấu tính cách cổ quái này, làm cho cô vẫn luôn không biết chuyện, mãi cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy mới bừng tỉnh hiểu ra. Chuyện này cô ấy làm sao lại biết được chứ? Sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với lời nói của cô. Vẻ mặt lúng túng, thật giống như đứa bé trai lén đáy dầm bị bắt được. Thật ra thì nếu như anh đủ thẳng thắn, có lẽ em sẽ không chạy trốn. Vậy nếu như em không chạy trốn thì chúng ta đã kết hôn rồi. Cô nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ đáng yêu, nói ra đạo lý căn bản. 1+1=2. Anh bị lời nói bắt bẻ của cô làm cho không thể phản kích lại, không nhịn được cười khổ. Khiêm tưởng xấu xa, đã nghĩ ra cách lấy cớ chạy trốn. Anh thân thiết ôm cô, kề sát môi ở bên tai cô nói nhỏ. Thư Phương, em có muốn biết một chuyện rất quan trọng hay không? Rất quan trọng. Anh Khiêm, anh chịu nói cho em biết sao? Thư Phương mừng rỡ, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi bản thân giống như đã sắp bắt được một vũ khí sắc bén cực lớn, có thể khống chế anh chặt chẽ. Ừ, anh nói cho em biết. Thật ra thì 7 tháng sau chúng ta sẽ làm cha mẹ. Anh hạ thấp giọng nói xuống, nói nhỏ ở bên tai cô. Chỉ thấy nét mặt của cô từ từ trở nên cực kỳ hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng không bao giờ có ý định đào hôn nữa rồi. Vâng, như vậy là câu chuyện đã kết thúc tại đây. Một lần nữa, xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm chú ý đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi chuyện khác trên kênh.